Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 151. Hắn ta vừa dứt lời, Huyền Phi và Lôi Lâm thu lại nụ cười ngay, nét mặt họ trở nên cực kỳ ngưng trọng. Thánh khí, tồn tại vượt xa đạo khí. Chỉ có Thánh Huyền Sư cửu phẩm mới chế tạo được, Thánh Huyền Sư có tổng cộng 9 cấp, thăng lên một cấp cũng cực kỳ khó khăn. Muốn lên đến thất phẩm rồi trở thành Thánh Huyền Sư thất phẩm, thì chí ít phải nắm chắc 900 đạo thánh văn, khó như lên trời. Khác với đạo khí, linh vân khác trên thánh khí đều là thánh vân, mà đường vân chính còn phải là siêu phẩm thánh vân, thậm chí là bán đạo thần vân. Số lượng thánh vân khác trong thánh khí càng nhiều, uy lực của thánh khí sẽ càng lớn, có thánh khí còn khác được hơn 1.000 đạo thánh vân. Ở Thương Huyền Phủ, một kiện thánh khí bách vân bất kỳ nào cũng cực kỳ quý hiếm, về cơ bản thì tinh quân không quá có khả năng có được. Dù có là trưởng lão cảnh giới thần đan, thì cũng rất khó có được một kiện thánh khí, thậm chí ngay cả bản thân bốn đại tông phái cũng chẳng có mấy thánh khí. Trên một mức độ nào đó, thánh khí tượng trưng cho nội lực của tông môn, nếu tổn thất một kiện thì sẽ phải trả cái giá cực lớn. Người ngoài không thể có được, nhưng sư huynh của Ngạn Đằng thì khác, sư huynh Sở Thiên Hạo của hắn ta chính là đệ tử chân truyền mạnh nhất của Huyền Vương Điện. Tu Vi đã đạt đến cảnh giới tinh tượng rất lợi hại, đứng trong top 2 vạn trên quân bảng, thiên phú có 102 ở Thương Huyền Phủ. Bảo hắn ta là người đứng đầu thế hệ trẻ cũng không quá. Thương Huyền Phủ lớn như thế mà chỉ có vài người có thể cạnh tranh với hắn ta. Huyền Vương Điện thưởng cho hắn ta một kiện thánh khí cũng dễ hiểu thôi, dù sao thì tương lai chắc chắn hắn ta sẽ ra khỏi Thương Huyền Phủ. Dạo này Thương Huyền Phủ không được yên ổn cho lắm, đầu tiên là Diệp Tử Lăng đã tu luyện thành công kiếm ý thông thiên, e là xếp hạng trên quân bảng lại tăng lên không ít. Bây giờ danh tiếng của công tử Táng Hoa lại nổi như cồn. Còn nghỉ hẳn là đệ tử chân truyền của Phù Vân Kiếm Tông nữa. Ngạn Đằng lạnh lùng nói, có vẻ, số mệnh của Phù Vân Kiếm Tông có dấu hiệu quật khởi một lần nữa rồi. Huyền Phi và Lôi Lam nghĩ thầm, nói vậy hình như đúng là có một chút dấu hiện quật khởi. Nhưng như này là mượn cả thánh binh ra đây rồi, như thế không khỏi có hơi tùy tiện. Huyền Phi suy nghĩ rồi cẩn thận nói. Ngạn Đằng thong dong cười nói, thế là huynh không hiểu rồi, sư huynh ta đưa thánh khí cho ta là có hai mục đích. Thứ nhất là phải nhanh chóng giết chết Bôn Lôi Ma Kiếm trước khi Diệp Tử Lăng trở về từ Thương Huyền Thành, không cho nàng ta cơ hội này. Ánh mắt Lôi Lam và Huyền Phi lóe lên một vệt tinh quang, hai người lập tức hiểu ra huyền cơ trong này. Nửa năm trước, Bôn Lôi Ma Kiếm chạy thoát từ trong tay Diệp Tử Lăng, còn tiện tay chém chết mấy đệ tử chân truyền. Đây là nút thắt trong lòng Diệp Tử Lăng và là đả kích cực lớn đối với một người có tính cách cường thế như nàng ta. Chỉ cần nút thắt trong lòng không được tháo gỡ. Thì dù nàng ta có tu luyện kiếm ý thông thiên lên tới đại thành, chung quy vẫn sẽ có sơ hở. Mục đích thứ hai là gì? Lôi Lam tò mò không thôi. Mặt Ngạn Đằng chuyển lạnh, sát khí đằng đằng nói, sư huynh dự đoán, 89 phần 10 là công tử Táng Hoa sẽ xuất hiện, mặc kệ hắn có phải là đệ tử của Phù Vân Kiếm Tông hay không, ta cũng phải giết, cái biến số này khỏi phải tồn tại thì vẫn tốt hơn. Hai người Lôi Lam nghe xong, trong lòng châm xuống, Sở Thiên Hạo này tính kế giỏi thật đấy. Lại còn rất quyết đoán nữa. Nghe đồn hắn ta đang bế quan để đánh vào cảnh giới cao nhất của Huyền Vương Quyết. Nhưng dù có bế môn không ra ngoài, nhưng hắn ta vẫn bày mưu nghĩ kế, nắm toàn bộ mọi thứ ở Thương Huyền Phủ trong lòng bàn tay. Tuy nhà đại sư huynh cũng có chút siêu phàm, nhưng so sánh với hắn ta, chung quy vẫn thiếu một chút quyết đoán và mưu lược. Ngạn huynh, liệu có phải ban ngày huynh có hơi không lý trí à? Huyền Phi chủ động lên tiếng, nhắc đến phong ba ở nhà họ Khâu hồi sáng. Dù có nghĩ thế nào thì cũng thấy rõ ràng là Ngạn Đằng đang quá xúc động, hắn ta ra tay với Lâm Nhất ngay trước mặt gia chủ nhà họ Khâu đã là chuyện cực kỳ không sáng suốt rồi. Kết quả còn làm trái lại lời hứa của mình ngay trước mặt mọi người, chưa hết 10 chiêu đã sử dụng toàn bộ tu vi rồi. Cuối cùng còn phải cưỡng chế ra tay, trực tiếp bắt Lâm Nhất lại, tốt xấu gì đối phương cũng là đệ tử chân truyền của Phù Vân Kiếm Tông. Hơn nữa còn có thiên phú siêu phàm. Nếu hắn mà chết trong tay hắn ta thật thì thể nào Phù Vân Kiếm Tông cũng sẽ báo thù. Ngạn Đằng thản nhiên nói, Phù Vân Kiếm Tông, chắc hẳn các người đều biết chuyện có người leo được lên đỉnh núi Thánh Kiếm rồi chứ. Huyền Phi và Lôi Lam gật đầu, chuyện này ầm lắm, xôn xao khắp Thương Huyền Phủ một thời gian cơ mà. Danh tiếng của núi Thánh Kiếm khá nổi ở trên khắp hoang cổ vực, Huyền Vương Điện và ba tông phái khác đã thèm muốn lâu nay. Có người lên đến đỉnh, phá vỡ kỷ lục nghìn năm. Khiến tiếng chuông kiếm đạo vang vọng tận mây xanh, bọn họ không thể không biết. Người đó chính là hắn. Ngạn Đằng không mặn không nhạt nói, giọng điệu không nặng, nhưng Huyền Phi và Lôi Lam nghe xong, trong lòng họ gợn sóng dữ dội. Hai người họ đều từng đánh Lâm Nhất một trường,
không ngờ suýt nữa bọn họ đã đánh chết người sáng tạo ra thần thoại, ngẫm nghĩ thật sự là có hơi khó tin. Không loại bỏ người này, tương lai ắt có họa lớn, tiếc là để hắn chạy mất rồi. Ngạn Đẳng sờ vết thương trên mặt, nét mặt xoẹt qua nét dữ tợn, hắn ta lạnh giọng nói, nhưng thế cũng tốt, dù sao cũng chưa đến lúc trở mặt với Phủ Vân Kiếm Tông, chưa cần thiết phải loại bỏ hắn trước mặt mọi người. Hắn đã chịu một đòn của ba chúng ta, chắc hẳn thương thế rất nặng, trong vòng 3 ngày chắc chắn vẫn đang ở trên đảo Lưu Quang. Ánh mắt Huyền Phi lóe ra một tia ác độc, hắn ta lạnh lùng nói. Ngạn Đẳng liếc hắn ta một cái, hai người đều lộ ra ý cười, hiển nhiên bọn họ đang có chung ý tưởng. 2 ngày nữa giải quyết xong Bôn Lôi Ma Kiếm, thì phải bắt được hắn, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc mới được. Ngạn Đẳng ung dung, bá đạo mà âm tàn nói. Nhiều lúc, vận mệnh thật khéo, hai bên Lâm Nhất và Ngạn Đẳng đều đang đợi 2 ngày nữa Bôn Lôi Ma Kiếm hiện thân. Song phương đều có ý quyết giết nhau, mặc kệ tính kế ra sao, cuối cùng trò hay này chỉ có một phe có thể cười nói đến cuối cùng. Gửi chiến thiệp sớm cho nhà họ Khâu, chính là để dẫn dụ đệ tử chân truyền của tông phái tới, so với những thế gia bản địa ở đây. Những đệ tử chân truyền của tông phái có xuất thân lớn hơn, nhất là một số đệ tử ở tông phái ban thưởng đan dược, có khi trên người họ còn giấu võ học cấp thánh linh ấy chứ. Những cái đó mới là mục đích thật sự của hắn. Cái gọi là nhà họ Khâu chỉ là một cái ngụy trang mà thôi, 15 ngày cũng đủ để đối phương chuyển gia sản ra ngoài rồi. Những đệ tử chân truyền kia mới là món chính của hắn. Nhân số đông đi chăng nữa mà không có sự phối hợp thì cũng không cần phải để ý, thậm chí nhiều lúc còn cản trở nhau cơ. Đây là đang khiêu vũ trên mũi dao, nhưng hắn chưa bao giờ thất thủ, chưa một lần nào. Gặp phải cao thủ chân chính, cùng lắm cũng chỉ bị thương nhẹ, rồi ung dung rút lui. Ta và Lôi huynh, Huyền Phi huynh đối phó hắn, các người phong tỏa khu vực này, đừng để cho hắn ta chạy thoát. Ngạn Đằng bình tĩnh nói, đối phó với Bôn Lôi Ma Kiếm. Hắn ta hoàn toàn không có ý định để người khác nhúng tay vào. Hắn ta nói vậy cốt là nói với đệ tử ba tông là chính, còn những đệ tử chân truyền của tông phái khác, hắn ta chẳng để vào mắt. Những người này chẳng qua chỉ đục nước béo cò thôi, thời điểm mấu chốt không chỉ vô dụng, trái lại còn thành chướng ngại vật. Vụt, quang mang lóe ra, 3 người Ngạn Đằng đều đứng thành hình tam giác, từng người dùng năng lượng của mình để cản lại Bôn Lôi Ma Kiếm. Keng, Thiên Hạc Lâu Lôi Lam chậm rãi rút ra một thanh kiếm. Dưới ánh trăng thanh kiếm này trông cực kỳ rực rỡ, đó là một thanh đạo binh cực mạnh. Rầm, một đòn mạnh, mặt đất như bị ngọn núi đổ xuống, rung chuyển dữ dội. Thanh Lôi Tự Huyền Phi cười gẫn một tiếng, rồi rút ra một cây thiền trượng dài đến 2 mét. Ngạn Đằng khoanh tay đứng, hắn ta không có vũ khí, nhưng khí thế trên người hắn ta lại mạnh nhất. Với sự vận công của Huyền Vương Quyết, một cỗ uy áp vương giả chậm rãi dung hòa với khí thế tinh quân của hắn ta. Hắn ta giống như một vị vua thống trị thế giới, có uy áp tối cao, chỉ với một ánh mắt là có thể khiến cho người ta quỳ rạp xuống đất. Mọi người thầm kinh hãi, nhân tài kiệt xuất của Tam Tông, quả nhiên không ai là kẻ yếu. Chọn bừa một người cũng có thể khiến họ cảm nhận được áp lực khổng lồ, lần này vây quét Bôn Lôi Ma Kiếm, tỷ lệ thành công có vẻ khá lớn. Bọn họ tới đây cũng chỉ để góp vui thôi, rồi xem có cơ hội mượn gió bẻ măng nào không để kiếm chút lợi. Chỉ cần phát giác thấy tình hình không ổn, bọn họ sẽ chạy ngay. Nhưng nhìn trận thế ngày hôm nay, sự chuẩn bị của Tam Tông đúng là không nhỏ, 3 người Ngạn Đằng ai cũng là cao thủ hàng đầu ở cảnh giới tinh hà. Lãnh Ngạo Nhiên khẽ cười rồi nói, ta thích qua lại với đệ tử 4 tông các ngươi, tiếc là hôm nay đệ tử chân truyền của Phù Vân Kiếm Tông không tới, nếu không thì đúng là hoàn hảo. Ánh mắt Ngạn Đằng lạnh lế ô, hắn ta trầm giọng cười rồi nói, yên tâm, ngươi sẽ được viên mãn ngay thôi, sau đêm nay. Thương Huyền Phủ sẽ không còn Bôn Lôi Ma Kiếm nữa. Ha ha hai Bôn Lôi Ma Kiếm cười như điên, quanh thân hắn ta bao phủ huyết sát, một cỗ khí tức vô cùng thô bạo dâng cao theo tiếng cười điên khùng. Tiếng cười đó như ma âm quanh quẩn không dứt bên tai mọi người, chui vào trong đầu. Người ý chí không vững, sẽ rơi vào ảo cảnh ngay, sau đó đập vào mắt sẽ là địa ngục trần gian, nỗi sợ vô tận không ngừng lan ra trong lòng. Nháy mắt, đã có rất nhiều người không chống đỡ được, mặt tái nhợt. Trong mắt xuất hiện tơ máu. Ra tay, mặt Ngạn Đằng khẽ biến, không thể để cỗ khí thế huyết sát của đối phương bạo phát một cách trắng trợn nữa. Côn Thần Tiêu Phục Ma, Huyền Phi ra tay đầu tiên, lấy cây trượng trong tay làm côn, rồi thi triển Phục Ma Côn rất nổi tiếng của Thanh Lôi Tự. Trên người hắn ta lập tức lóe ra lôi quang, cây trượng trong tay bắn ra từng đạo điện quang chói mắt, giống như lôi xả quấn quanh trong đó vậy. Rầm, thiên trượng vung vào trong hư không. Trước mặt hư không giống như một mặt phẳng bị đánh ra một cái hố lớn. Bên ngoài cái hố là một vòng lôi quang chói mắt, hóa thành vô số kinh văn Phật môn,
sau đó nhanh chóng hợp lại rồi một bức tranh lớn xuất hiện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tiếng nổ ầm ầm lập tức ngắt luôn tiếng cười của đối phương, trong bức họa bộc phát ra vạn tự phù hiệu kim sắc cực kỳ đáng sợ, rồi phóng về phía Bôn Lôi Ma kiếm. Sâu trong tầng mây trắng, tiên hạc khởi vũ, bóng dáng Lôi Lam cũng trở nên hư ảo, kiếm thế của hắn ta bùng nổ, rồi lập tức hóa ra một biển mây. Kiếm quang nở rộ trong mây, giống như một con hạc tiên, lúc ẩn lúc hiện vô tung. Nhưng lợi hại nhất vẫn là Ngạn Đằng, hắn ta đứng yên tại chỗ chưa hành động gì, hắn ta giơ tay ra chụp một cái vào khoảng không. Ầm, trên không trung rơi xuống một chưởng đầy khí thế, dưới chưởng đó, muôn dân đều phải nằm rạp xuống, dưới một chưởng này, trời đất tựa như đang không ngừng thu nhỏ lại. Ba người đều đánh hết sức, hầu như đã tung chưởng là ra sát chiêu mạnh nhất, họ không muốn dây dưa quá lâu với Bôn Lôi kiếm ma này. Đánh hay lắm, Bôn Lôi kiếm ma nhếch môi cười, mọi người còn chưa kịp nhìn kỹ, trong tay hắn ta đã xuất hiện một thanh kiếm. Một kiếm, có tia chớp màu máu phát ra từ thanh kiếm, phù hiệu chữ vạn bay lên chỉ duy trì được một lúc là bị chém thành hai nửa. Vẫn là một kiếm này, vẫn là kiếm quang hóa thành tia chớp màu máu vẫy đuôi trên hư không rồi hóa thành một con rắn, lao vào mây xanh. Hạc tiên mà Lôi Lam hóa ra cũng bị một kiếm này đánh cho chấn động bay ra ngoài. Vẫn là nhát kiếm này. Vẫn là một nhát kiếm chém ra hóa thành dao xà huyết sắc. Sau khi đánh bay Lôi Lam, nó phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên. Dao xà hóa thành ma long huyết sắc, nó lượn một vòng rồi đánh vào bàn tay khổng lồ như kình thiên kia. Ong, hư không nổ tung, huyết quang và kiếm quang dập dềnh, bàn tay khổng lồ như ngọn núi bị đánh vỡ. Huyền Phi lùi 5 bước, Lôi Lam lùi 7 bước, Ngạn Đằng lùi 2 bước. Còn Lãnh Ngạo Nhiên, chỉ mới ra một kiếm. Đấu với ta, mấy tên nhóc các ngươi còn non lắm. Ánh mắt Bôn Lôi Ma kiếm bắn ra sự sắc bén, khóe miệng nhếch lên cười khinh thường. Nét mặt ba người Ngạn Đằng đều có vẻ xấu, tuy họ biết mình có hơi kém đối phương, nhưng không ngờ khoảng chênh lệch còn vượt xa so với suy nghĩ của họ. Tối nay, ta sẽ cho các ngươi biết, vì sao Lãnh Ngạo Nhiên ta được xưng là Bôn Lôi Ma kiếm. Lãnh Ngạo Nhiên tức giận quát một tiếng, thiên địa bốn phương bỗng chuyển lạnh lẽo. Một cỗ sát ý nhuộm cho đêm đen đỏ rực, trong mảnh đỏ rực này, mặt trăng khuyết giống như khuôn mặt một mỹ nhân đang cười. Bóng đêm vô tận, hòa thành huyết sắc đỏ rực. Dưới ánh trăng, Lãnh Ngạo Nhiên nở nụ cười quái dị, người nhìn thấy không rét mà run, vẻ mặt của ba người Ngạn Đằng đều trở nên ngưng trọng chưa từng có. Cẩn thận, đôi đồng tử của Ngạn Đằng co rút, sau đó hắn ta bất ngờ quát. Vừa dứt lời, kiếm của Lãnh Ngạo Nhiên đã bay ra, nhưng rõ ràng hắn ta vẫn đứng yên tại chỗ không có bất kỳ động tác gì. Ngạn Đằng không có thời gian nghĩ nhiều, hắn ta vung tay đánh ra một chưởng, tiếp chiêu luôn. Rầm, ở sau lưng, một bóng người như ngọn núi nhô lên, nắm đấm như cung khuyết đấm ngang trước người. Răng rác, có tiếng cung khuyết vỡ vụn vang lên sau đó điện quang chói mắt cắt qua bầu trời đêm, một đạo kiếm quang ầm ầm chém đứt quyền mang. Bôn Lôi Ma kiếm vừa nãy còn ở yên tại chỗ, bỗng đã tới trước mặt Ngạn Đằng. Hắn ta di chuyển tới đây quá nhanh, nhưng kiếm của hắn ta còn nhanh hơn. Ầm ầm. Vừa chém vỡ quyền mang của Ngạn Đằng, kiếm quang lại chém ra một vết máu trên người Ngạn Đằng lùi nhanh. Nhưng vẫn bị trúng một nhát kiếm này, kiếm cứa vào vai phải, hắn ta không kìm được lộ ra vẻ đau đớn. Thần Tiêu Phục Mai vào thời khắc mấu chốt, Huyền Phi cầm thiền trượng đánh tới, Lôi quang bùng lên trong đêm đen đỏ rực. Một trượng này của hắn ta đánh nát hư không, tựa như có thể dễ dàng san phẳng núi Liên Sơn vậy. Bá đạo, hung hãn, Lãnh Ngạo Nhiên quay người, tránh cú tấn công. Sau đó lại chém ra một kiếm. Có huyết quang như long, đầu rồng gầm lên giận dữ, nhẹ nhàng đánh cho gậy đó trở về. Oanh, kiếm quang chói mắt chọc thủng từng tầng mây xanh, Lôi Lam có thân pháp nhanh nhất trong ba người, kiếm quang trong tay lóe lên như kinh hồng rồi bay về phía cái cổ của Bôn Lôi Ma kiếm. Oanh, Lãnh Ngạo Nhiên cười nhạt, sau tiếng rồng ngâm, đuôi rồng quét một cái. Ầm ầm ầm, không đợi đối phương lại gần, kiếm quang hóa thành dao long huyết điệt. Một cái quẫy đuôi hóa ra cuồng phong khuấy động tầng trời. Hư không chấn động, Lôi Lam và kiếm đều bị quét bay ra ngoài. Chết, Ngạn Đằng vừa tiếp đất, liền bất chấp vết thương trên vai, đấm ra một quyền như sao chổi đánh thẳng vào đầu của Bôn Lôi Ma kiếm. Kiếm trong tay Lãnh Ngạo Nhiên lượn một vòng, long ảnh quấn trên thân kiếm, một kiếm đâm ra, chống lại đòn quyền khủng bố kia. Âm, trong tiếng nổ vang trời, mặt đất lập tức nứt ra, Ngạn Đằng vội vàng lùi xuống vài bước mới miễn cưỡng đứng vững. Non quá, ha 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 hai Lãnh Ngạo Nhiên cười to, hắn ta không cho ba người có cơ hội đánh tới nữa, hắn ta đã vung ra kiếm thế khủng bố. Thoáng chốc, mọi người lập tức nhìn thấy một cảnh cực kỳ đáng sợ. Lãnh Ngạo Nhiên lấy một địch ba,
thế mà nhân tài của ba tông lớn này bị một mình hắn ta đồn cho không thở nổi. Dưới phi hồng, huyết điện chiếu rực cả khoảng không, kiếm thế đáng sợ cùng lôi điện và ám khí hoàn toàn dung hợp, kiếm ý của Lãnh Ngạo Nhiên chỉ mới ở thông linh đỉnh phong, nhưng ý chí lôi đình của hắn ta lại đạt tới cảnh giới cực kỳ lợi hại. Ghê hơn nữa là, huyết sát của hắn ta còn dung hợp hoàn mỹ với kiếm ý, và hóa ra được uy của Giao Long như thật. Quá đáng sợ, chưa đến nửa canh giờ, dù ít dù nhiều ba người đều có vết thương do bị kiếm chém, máu tươi chảy ròng ròng trên vết thương ấy. Còn Bôn Lôi Ma Kiếm thì ung dung không bị sao, nụ cười trên khuôn mặt chưa dừng lại lúc nào, trên người chẳng bị thương gì. Người này thật sự mới ở cảnh giới tỉnh Hà thôi sao? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, cảnh giới của bọn họ ngang ngửa với Bôn Lôi Ma Kiếm, không có chênh lệch quá lớn. Nhưng sức chiến đấu thế này thì đâu phải chỉ chênh lệch mấy phần, cái này hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi, đáng sợ hơn nữa là trông hắn ta còn rất trẻ, chắc chắn chưa quá 30 tuổi. Có lẽ tin đồn là thật, hắn ta từng là đệ tử của một tông phái siêu cấp nào đó ở hoang cổ vực. Cửu Long Phá Thiên, lại là một đạo kiếm quang nữa lóe lên, một khoảng trời đất bị Bôn Lôi Kiếm mà ảo hóa thành biển máu, đợi đến khi kiếm quang hoàn toàn nở rộ. Chín đạo huyết sắc Giao Long phá biển mà ra, đánh cho ngạn đằng hộc máu rồi bay ra ngoài. Đợi đến khi ba người rơi xuống đất, mặt mũi họ trắng bệch, khóe miệng có máu tươi trào ra liên tục. Khi nhìn Bôn Lôi Ma Kiếm, ánh mắt họ lộ ra nét kiêng dè, sợ sệt. Bôn Lôi Ma Kiếm, thảo nào nửa năm trước hắn ta có thể thoát khỏi tay Diệp Tử Lăng. Thực lực của người này vượt xa những gì họ tưởng, sợ là cường giả ở cảnh giới tinh tượng bình thường, chưa chắc đã là đối thủ của hắn ta. Ở xa xa, đã có người mặt mày hoảng sợ yên lặng chạy đi, không dám tiếp tục ở lại nữa. Những người còn lại thì điên cuồng kéo ra khoảng cách, lùi đến nơi mà họ cho là an toàn. Đệ tử Tam Tông càng ngày càng thụt lùi thế, ta còn chưa nóng người đây này. Lãnh Ngạo Nhiên nhìn về phía ba người, ánh mắt lóe ra vẻ diều cọt, rồi chế nhạo. Châm biếm những người được gọi là đệ tử chân truyền đây, chính là một trong những sở thích lớn của hắn ta. Nhất là dáng vẻ đối phương run lẩy bẩy quỳ xuống trước mặt hắn ta rồi cầu xin tha mạng, điều này càng có thể khiến hắn hưng phấn điên cuồng. Nhưng hình như tình hình có gì đó sai sai. Hình như ba người đằng trước khá là bình tĩnh, ánh mắt có nét sợ sệt, nhưng chẳng có mấy vẻ khủng hoảng. Vẫn còn con bài chưa lật à? Bôn Lôi Ma Kiếm nhếch môi cười, đôi mắt lộ ra vẻ hăng hái, thú vị đấy. Bôn Lôi Ma Kiếm quả nhiên lợi hại, ngạn đang lau sạch vệt máu trên khóe môi, lạnh lùng cười một cái. Nếu không có đồ để dựa vào, thì e là bây giờ ta đã cầu xin ngươi tha mạng rồi, đáng tiếc, ngạn mỗ từng nói, hôm nay ngươi ắt phải chết. Nói xong, ngạn đằng vỗ nhẹ một cái vào túi trữ vật, một cây trường thương màu bạc vô cùng lộng lẫy xuất hiện trên tay hắn ta. Cây trường thương này có hào quang màu bạc, có thánh huy quanh quẩn, bóng láng mê người. Khi hai tay ngạn đằng đồng thời cầm chặt trường thương, một cỗ thánh huy hào hùng chiếu thẳng lên trời, bầu trời đỏ rực lập tức bị đâm thủng. Mặt trăng kia lại lần nữa chiếu ra ánh trăng sáng tỏ, ánh trăng dịu dàng như nước chiếu xuống mặt đất. Thánh binh, trông thấy trường thương trong tay ngạn đằng, mọi người kinh ngạc hãi hùng, ai nấy đều ngạc nhiên đến nỗi suýt rớt cằm. Cái này chắc là thánh binh trong tay Sở Thiên Hạo của Huyền Vương Điện, cái thanh trường thương đó tên là Vương Câu, đầu thương của nó giống như cái lưỡi câu lớn, nên được gọi như vậy. Cho dù là ở hoang cổ vực, thánh binh cũng là thứ cực hiếm, cho dù chỉ là thánh binh trăm vân. Mọi người chấn động lắm. Trong lòng họ đang gợn sóng mãnh liệt. Bùm, bùm, Lãnh Ngạo Nhiên chỉ cảm thấy máu nóng toàn thân gia tốc, trái tim đập thình thịch không ngừng, hắn phách lối ở Thương Huyền Phủ như vậy, cuối cùng cũng câu được con cá to. Giết hắn đi, ngạn đằng cầm vương câu, sau đó rất là lạnh nhạt nhìn về phía Bôn Lôi Ma Kiếm, ánh mắt không có một tí tình cảm nào. Sau khi hắn ta lôi thánh binh ra dùng, người đã chết rồi. Âm mũi nhọn của vương câu đâm về phía trước, thánh huy hào hùng mãnh liệt trào tới. Thoáng chốc đã áp chế được huyết sát của Bôn Lôi Ma Kiếm. Vù vù, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy làn xương màu máu liên tục bị đồn về, phóng về phía cơ thể của Bôn Lôi Ma Kiếm. Huyền Phi và Lôi Lam lập tức đỡ đi áp lực, hai người hét lên giận dữ, sau đó lại lần nữa sử dụng thánh linh để tấn công. Mặt Lãnh Ngạo Nhiên biến sắc, uy áp của thánh binh này gây ra rắc rối cực lớn cho hắn ta. Thân pháp, tinh nguyên, kiếm ý, thậm chí là huyết sát, toàn bộ đều bị hạn chế hơn một nửa. Lúc này hắn ta chẳng nghĩ được nhiều nữa, hắn ta cho thánh linh thuộc về hắn là Giao Long huyết sắc đi ra. Ầm ầm ầm, ba thiên thánh linh giao đấu với nhau dưới ánh trăng, chỉ trong phút chốc đã phá hủy toàn bộ phủ trạch rộng mênh mông của nhà họ Khâu. Vô số bức tường và kiến trúc ầm ầm sụp đổ, sau đó biến thành cát bụi. Oanh,
trong tình thế ba người đang đánh nhau, Ngạn Đằng bất ngờ ra tay, vương câu trong tay tỏa ra màu bạc lộng lẫy. Chỉ chít Thánh Vân tách ra, một chùm sáng xuyên qua hư không, chớp mắt đã đánh lên người Bôn Lôi Ma Kiếm. Phập, máu tươi trào ra, trên người Bôn Lôi Ma Kiếm lập tức xuất hiện một lỗ thủng, máu chảy ra liên tục. Hừ, đấu với ta, Ngạn Đằng nhìn thấy cảnh này, hắn ta cười ác độc. Keng, cùng lúc đó, Huyền Phi và Lôi Lam cũng thừa cơ tung ra sát chiêu, Bôn Lôi Ma Kiếm đã bị thương nên lập tức bị đánh bay ra ngoài, mồm hộc máu. Suy nghĩ của mọi người thay đổi lớn, đây chính là uy lực của Thánh binh sao. Còn chưa ra thật sự ra tay đã làm cho Bôn Lôi Ma Kiếm vênh váo ngông cuồng chật vật đến mức này. Không thể tưởng tượng, lúc Sở Thiên Hạo nắm giữ cây thương này thì sẽ mạnh đến mức khoa trương cỡ nào. Mặt Ngạn Đằng lạnh nhạt, trong mắt thì lóe ra sát ý, vào khoảnh khắc Bôn Lôi Ma Kiếm bị hai người Lôi Lam đánh bay, hắn ta bắt đầu ra tay. Trong phút chốc, từng đạo thánh vẫn trên trường thương màu bạc nở rộ, trong nháy mắt, số lượng thánh vân đã đạt đến hơn 50 đạo. Thánh vân đang dày giặc lên, khí thế hào hùng của trời đất không ngừng chảy vào trong, Ngạn Đằng cầm chặt cây thương bạc, tóc dài tung bay. Bóng đêm vô tận, hòa thành huyết sắc đỏ rực, dưới ánh trăng, Lãnh Ngạo Nhiên nở nụ cười quái dị, người nhìn thấy không rét mà run, vẻ mặt của ba người Ngạn Đằng đều trở nên ngưng trọng chưa từng có. Cẩn thận, đôi đồng tử của Ngạn Đằng co rút, sau đó hắn ta bất ngờ quát. Vừa dứt lời, kiếm của Lãnh Ngạo Nhiên đã bay ra, nhưng rõ ràng hắn ta vẫn đứng yên tại chỗ không có bất kỳ động tác gì. Ngạn Đằng không có thời gian nghĩ nhiều, hắn ta vung tay đánh ra một chưởng, tiếp chiêu luôn. Rầm, ở sau lưng, một bóng người như ngọn núi nhô lên, nắm đấm như cung khuyết đấm ngang trước người. Răng rắc, có tiếng cung khuyết vỡ vụn vang lên, sau đó điện quang chói mắt cắt qua bầu trời đêm, một đạo kiếm quang ẩm ẩm chém đứt quyền mang. Bôn Lôi Ma Kiếm vừa nấy còn ở yên tại chỗ, bỗng đã tới trước mặt Ngạn Đằng. Hắn ta di chuyển tới đây quá nhanh, nhưng kiếm của hắn ta còn nhanh hơn. Ầm ầm, vừa chém vỡ quyền mang của Ngạn Đằng, kiếm quang lại chém ra một vết máu trên người Ngạn Đằng, Ngạn Đằng lùi nhanh. Nhưng vẫn bị trúng một nhát kiếm này, kiếm cứa vào vai phải, hắn ta không kìm được lộ ra vẻ đau đớn. Thần Tiêu Phục Mai vào thời khắc mấu chốt, Huyền Phi cầm thiền trượng đánh tới, lôi quang bùng lên trong đêm đen đỏ rực. Một trượng này của hắn ta đánh nát hư không, tựa như có thể dễ dàng san phẳng núi Liên Sơn vậy. Bá đạo, hung hãn, Lãnh Ngạo Nhiên quay người, tránh cú tấn công, sau đó lại chém ra một kiếm. Có huyết quang như long, đầu rồng gầm lên giận dữ, nhẹ nhàng đánh cho gậy đó trở về. Oanh, kiếm quang chói mắt chọc thủng từng tầng mây xanh, Lôi Lam có thân pháp nhanh nhất trong ba người, kiếm quang trong tay lóe lên như kinh hồng rồi bay về phía cái cổ của Bôn Lôi Ma Kiếm. Oanh, Lãnh Ngạo Nhiên cười nhạt, sau tiếng rồng ngâm, đuôi rồng quét một cái. Ầm ầm ầm. Không đợi đối phương lại gần, kiếm quang hóa thành giao long huyết điệt, một cái quẫy đuôi hóa ra cuồng phong khuấy động tầng trời. Hư không chấn động, Lôi Lam và kiếm đều bị quét bay ra ngoài. Chết, Ngạn Đằng vừa tiếp đất, liền bất chấp vết thương trên vai, đấm ra một quyền như sao chổi đánh thẳng vào đầu của Bôn Lôi Ma Kiếm. Kiếm trong tay Lãnh Ngạo Nhiên lượn một vòng, long ảnh quấn trên thân kiếm, một kiếm đâm ra, chống lại đòn quyền khủng bố kia. Am, trong tiếng nổ vang trời, mặt đất lập tức nứt ra. Ngạn Đằng vội vàng lùi xuống vài bước mới miễn cưỡng đứng vững. Non quá, ha 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 hai Lãnh Ngạo Nhiên cười to, hắn ta không cho ba người có cơ hội đánh tới nữa, hắn ta đã vung ra kiếm thế khủng bố. Thoáng chốc, mọi người lập tức nhìn thấy một cảnh cực kỳ đáng sợ. Lãnh Ngạo Nhiên lấy một địch ba, thế mà nhân tài của ba tông lớn này bị một mình hắn ta dồn cho không thở nổi. Dưới phi hồng, huyết điện chiếu rực cả khoảng không, kiếm thế đáng sợ cùng lôi điện và ám khí hoàn toàn dung hợp. Kiếm ý của Lãnh Ngạo Nhiên chỉ mới ở thông linh đỉnh phong, nhưng ý chí lôi đình của hắn a lại đạt tới cảnh giới cực kỳ lợi hại. Ghê hơn nữa là, huyết sát của hắn ta còn dung hợp hoàn mỹ với kiếm ý, và hóa ra được uy của giao long như thật. Quá đáng sợ, chưa đến nửa canh giờ, dù ít dù nhiều ba người đều có vết thương do bị kiếm chém, máu tươi chảy ròng ròng trên vết thương ấy. Còn Bôn Lôi Ma Kiếm thì ung dung không bị sao, nụ cười trên khuôn mặt chưa dừng lại lúc nào, trên người chẳng bị thương gì. Người này thật sự mới ở cảnh giới tỉnh Hà thôi sao? Mọi người trợn mắt há hốc mồm, cảnh giới của bọn họ ngang ngửa với Bôn Lôi Ma Kiếm, không có chênh lệch quá lớn. Nhưng sức chiến đấu thế này thì đâu phải chỉ chênh lệch mấy phần, cái này hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi, đáng sợ hơn nữa là trông hắn ta còn rất trẻ, chắc chắn chưa quá 30 tuổi. Euro ó lẽ tin đồn là thật, hắn ta từng là đệ tử của một tông phái siêu cấp nào đó ở hoang cổ vực. Cửu Long Phá Thiên. Lại là một đạo kiếm quang nữa lóe lên,
một khoảng trời đất bị bôn lôi kiếm mà ảo hóa thành biển máu, đợi đến khi kiếm quang hoàn toàn nở rộ. Chín đạo huyết sắc giao long phá biển mà ra, đánh cho Ngạn Đăng hộc máu rồi bay ra ngoài. Đợi đến khi ba người rơi xuống đất, mặt mũi họ trắng bệch, khóe miệng có máu tươi trào ra liên tục. Khi nhìn bôn lôi ma kiếm, ánh mắt họ lộ ra nét kiêng dè, sợ sệt. Bôn lôi ma kiếm, thảo nào nửa năm trước hắn ta có thể thoát khỏi tay Diệp Tử Lăng. Thực lực của người này vượt xa những gì họ tưởng, sợ là cường giả ở cảnh giới tinh tượng bình thường, chưa chắc đã là đối thủ của hắn ta. Ở xa xa, đã có người mặt mày hoảng sợ yên lặng chạy đi, không dám tiếp tục ở lại nữa. Những người còn lại thì điên cuồng kéo ra khoảng cách, lùi đến nơi mà họ cho là an toàn. Đệ tử Tam Tông càng ngày càng thụt lùi thế, ta còn chưa nóng người đây này. Lãnh Ngạo Nhiên nhìn về phía ba người, ánh mắt lóe ra vẻ giễu cợt, rồi chế nhạo. Châm biếm những người được gọi là đệ tử chân truyền đây, chính là một trong những sở thích lớn của hắn ta. Nhất là dáng vẻ đối phương run lẩy bẩy quỳ xuống trước mặt hắn ta rồi cầu xin tha mạng, điều này càng có thể khiến hắn hưng phấn điên cuồng. Nhưng hình như tình hình có gì đó sai sai. Hình như ba người đằng trước khá là bình tĩnh, ánh mắt có nét sợ sệt, nhưng chẳng có mấy vẻ khủng hoảng. Vẫn còn con bài chưa lật à? Bôn lôi ma kiếm nhếch môi cười, đôi mắt lộ ra vẻ hăng hái, thú vị đấy. Bôn lôi ma kiếm quả nhiên lợi hại, Ngạn Đăng lau sạch vệt máu trên khóe môi, lạnh lùng cười một cái. Nếu không có đồ để dựa vào, thì e là bây giờ ta đã cầu xin ngươi tha mạng rồi, đáng ếch, Ngạn Mỗ từng nói, hôm nay ngươi ắt phải chết. Nói xong, Ngạn Đăng võ nhẹ một cái vào túi chữ vật, một cây trường thương màu bạc vô cùng lộng lẫy xuất hiện trên tay hắn ta. Cây trường thương này có hào quang màu bạc, có thánh huy quanh quẩn, bóng láng mê người. Khi hai tay Ngạn Đăng đồng thời cầm chặt trường thương, một cỗ thánh huy hào hùng chiếu thẳng lên trời, bầu trời đỏ rực lập tức bị đâm thủng. Mặt trăng kia lại lần nữa chiếu ra ánh trăng sáng tỏ, ánh trăng dịu dàng như nước chiếu xuống mặt đất. Thánh binh, trông thấy trường thương trong tay Ngạn Đăng, mọi người kinh ngạc hãi hùng, ai nấy đều ngạc nhiên đến nỗi suýt rớt cằm. Cái này chắc là thánh binh trong tay Sở Thiên Hạo của Huyền Vương Điện, cái thanh trường thương đó tên là Vương Câu, đầu thương của nó giống như cái lưỡi câu lớn, nên được gọi như vậy. Cho dù là ở hoang cổ vực, thánh binh cũng là thứ cực hiếm, cho dù chỉ là thánh binh trăm vân. Mọi người chấn động lắm. Trong lòng họ đang gợn sóng mãnh liệt. Bùm, bùm, Lãnh Ngạo Nhiên chỉ cảm thấy máu nóng toàn thân gia tốc, trái tim đập thình thịch không ngừng, hắn phách lối ở Thương Huyền Phủ như vậy, cuối cùng cũng câu được con cá to. Giết hắn đi, Ngạn Đăng cầm Vương Câu, sau đó rất là lạnh nhạt nhìn về phía bôn lôi ma kiếm, ánh mắt không có một tí tình cảm nào. Sau khi hắn ta lôi thánh binh ra dùng, người đã chết rồi. Mũi nhọn của Vương Câu đâm về phía trước, thánh uy hào hùng mãnh liệt trào tới. Thoáng chốc đã áp chế được huyết sát của bôn lôi ma kiếm. Vù vù, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy làn xương màu máu liên tục bị đồn về, phóng về phía cơ thể của bôn lôi ma kiếm. Huyền Phi và Lôi Lam lập tức đỡ đi áp lực, hai người hét lên giận dữ, sau đó lại lần nữa sử dụng thánh linh để tấn công. Mặt Lãnh Ngạo Nhiên biến sắc, uy áp của thánh binh này gây ra rắc rối cực lớn cho hắn ta. Thân pháp, tỉnh nguyên, kiếm ý, thậm chí là huyết sát, toàn bộ đều bị hạn chế hơn một nửa. Lúc này hắn ta chẳng nghĩ được nhiều nữa, hắn ta cho thánh linh thuộc về hắn là giao long huyết sắc đi ra. Ầm ầm ầm, ba thiên thánh linh giao đấu với nhau dưới ánh trăng, chỉ trong phút chốc đã phá hủy toàn bộ phủ trạch rộng mênh mông của nhà họ Khâu. Vô số bức tường và kiến trúc ầm ầm sụp đổ, sau đó biến thành cát bụi. Que Nhi trong tình thế ba người đang đánh nhau, Ngạn Đăng bất ngờ ra tay, Vương Câu trong tay tỏa ra màu bạc lộng lẫy. Chỉ chít thánh vân tách ra, một chùm sáng xuyên qua hư không. Chớp mắt đã đánh lên người bôn lôi ma kiếm. Phập, máu tươi trào ra, trên người bôn lôi ma kiếm lập tức xuất hiện một lỗ thủng, máu chảy ra liên tục. Hừ, đấu với tai Ngạn Đăng nhìn thấy cảnh này, hắn ta cười ác độc. Keng, cùng lúc đó, Huyền Phi và Lôi Lam cũng thừa cơ tung ra sát chiêu, bôn lôi ma kiếm đã bị thương nên lập tức bị đánh bay ra ngoài, mồm hộc máu. Suy nghĩ của mọi người thay đổi lớn, đây chính là uy lực của thánh binh sao? Còn chưa ra thật sự ra tay đã làm cho bôn lôi ma kiếm vênh váo ngông cuồng chật vật đến mức này. Không thể tưởng tượng, lúc Sở Thiên Hạo nắm giữ cây thương này thì sẽ mạnh đến mức khoa trương cỡ nào. Mặt Ngạn Đăng lạnh nhạt, trong mắt thì lóe ra sát ý, vào khoảnh khắc bôn lôi ma kiếm bị hai người Lôi Lam đánh bay, hắn ta bắt đầu ra tay. Trong phút chốc, từng đạo thánh vân trên trường thương màu bạc nở rộ, trong nháy mắt, số lượng thánh vân đã đạt đến hơn 50 đạo. Thánh vân đang dày giặc lên. Khí thế hào hùng của trời đất không ngừng chảy vào trong,
Ngạn Đằng cầm chặt cây thương bạc, tóc dài tung bay. Ầm, hắn giẫm mạnh xuống mặt đất một cái, mặt đất lập tức lún xuống, cơ thể hắn ta ở giữa không trung, lúc này hào quang trên người hắn còn sáng hơn ánh trăng. Số lượng thánh vân sau khi quấn quanh chính thức đạt đến 100 đạo, uy áp khủng bố thổi quét tám phương, tất cả mọi người đều ngây ngốc trước bản lĩnh của Ngạn Đằng ở giờ phút này. Thánh binh, đây chính là uy áp của thánh binh, nên kết thúc rồi. Cây thương bạc quét một phát giữa không trung, thân hình Ngạn Đằng liền biến mất trước mặt mọi người, đợi khi hắn ta đặt chân xuống đất lần nữa. Ầm ầm ầm, thánh huy màu bạc trên người hắn ta đã chói lóa đến mức không thể nhìn thẳng vào, trường thương trong tay phá vỡ từng tầng huyết quang. Giao long huyết quang gầm lên thảm thiết, rồi ào ào tan vỡ, sau đó tinh nguyên hộ thể trên người Bôn Lôi Ma kiếm cũng bị phá. Thanh trường thương tên là Vương Câu mang theo phong mang bẻ gãy nghiền nát, đâm thẳng vào ngực Bôn Lôi Ma kiếm. Sắp chết rồi à, mọi người vô cùng căng thẳng, tà tu Bôn Lôi Ma kiếm tung hoành ở Thương Huyền Phủ, hình như sắp chết trên tay Ngạn Đằng rồi. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy có chút không chân thực, nhưng dưới uy của thánh binh, mọi thứ lại hiện ra chân thực như thế. Chết đi! Ngạn Đằng quát to để lên tinh thần, hắn ta muốn đâm cho Bôn Lôi Ma kiếm không còn hài cốt. Keng, nhưng chuyện cực kỳ quỷ dị đã xảy ra, trời đất vang lên tiếng kim khí va chạm vô cùng kịch liệt, lồng ngực Bôn Lôi Ma kiếm tóe ra tia lửa, chiếu sáng bầu trời đêm. Chúng nhát đâm này chết là cái chắc, thế mà hắn ta lại cản được. Mọi người nhìn sang với vẻ mặt khó tin, chỉ thấy không biết từ lúc nào, trên người Bôn Lôi Ma kiếm đã phủ thêm một tầng trọng giáp kim trúc sáng bóng. Cái trọng giáp đó sừng sững như ngọn núi, có uy áp đáng sợ, giống như một chiến y do trời hóa thành, rồi phủ lên người Bôn Lôi Ma kiếm vậy. Huyền Thiên trọng giáp, Ngạn Đằng hoảng sợ, thất thanh nói, ngươi là đệ tử của Huyền Thiên Tông ở Hoang Cổ Vực. Khụ khụ, thánh binh đáng sợ thật, tiếc là ngươi chẳng phát huy được 1/10 uy lực của nó, giao nó cho ta đi. Khóe miệng Bôn Lôi Ma kiếm trào ra ít máu, nét mặt tái nhợt, nhưng nụ cười lại rất ngang ngược. Không đợi Ngạn Đằng có phản ứng. Hắn ta đã đưa tay ra, cầm vào cây. Thương, Huyền Thiên trọng giáp, ánh mắt Lôi Lam và Huyền Phi đều lóe lên vẻ kinh ngạc, đó là võ học trấn núi của Huyền Thiên Tông, bí thuật trong Huyền Thiên Bảo Giám, chỉ có đệ tử của Huyền Thiên Tông mới có tư cách học. Huyền Thiên Tông, tông phái mạnh nhất Hoang Cổ Vực, vừa nghĩ đến đây, ánh mắt hai người đều xoẹt qua vẻ sợ hãi, sao lại có thể như vậy cơ chứ, sao đệ tử của Huyền Thiên Tông lại chạy đến Thương Huyền Phủ vậy? Nhưng không thể trách bọn họ nghĩ như vậy. Ngạn Đằng đánh cú vừa rồi thất bại, hiển nhiên là đã tiêu hao rất nhiều tinh nguyên. Gần như là trong nháy mắt, thánh binh trong tay đã bị đối phương cướp đi, vung tay một cái cả người bay ra ngoài. Ha ha ha, 3 năm trời ở cái nơi chim không thèm ỉa này, cuối cùng ta cũng tìm được chút lạc thú rồi. Thánh binh, ha 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 ha, Bôn Lôi Ma kiếm cầm thương bạc, phấn khởi đến mức cơ mặt vặn vẹo. Chết tiệt, Ngạn Đằng đang hối hận đến xanh cả ruột rồi, hắn ta chợt hiểu ra. Đối phương cố tình bị thương để dụ hắn ta ra tay. Vùi, vùi vù tiếng xé gió như tiếng tên bắn liên tiếp vang lên, đệ tử chân truyền của những tông phái khác đang ở phương xa thấy tình hình không ổn nên nhao nhao. Bỏ chạy, nếu đã tới, vậy thì đừng đi nữa, tất cả quay lại hết cho ta, ha ha hai Bôn Lôi Ma kiếm cười như điên, hai tay hắn ta nắm chặt cây thương bạc, uy áp của kiếm huyết sát bị áp chế ban nấy lại thổi quét ra với khí thế khủng bố hơn. Ầm ầm, sương mù huyết sát bay ra. Hóa thành cuồng phong vô cùng đáng sợ, trong gió còn kèm theo tiếng giống giận của giao long. Giao long bay lên, giống như cự phong huyết sắc, cuốn những người đã chạy xa kia trở về. Chẳng mấy chốc, mọi người đã bị rơi vào trong phạm vi uy áp huyết sát của hắn ta, mọi người tái nhợt mặt, không thể động đậy, ánh mắt ai nấy cũng đều cực kỳ hoảng sợ. Trò hay bắt đầu đây, giết chóc ơi là giết chóc, phải bắt đầu từ ai đây? Lãnh Ngạo Nhiên cầm trường thương, quét mắt một cái, rồi nhìn chằm chằm vào gia chủ nhà họ Khâu. Bụp, gia chủ nhà họ Khâu lập tức sợ đến nỗi ngã ngay. Xuống đất, hoang mang lo sợ, tim đập loạn không thôi. Còn về những tỉnh quân khác nhà họ Khâu, bọn họ đã hoảng loạn từ lâu rồi, cả đám nhao nhao quỳ rạp trên mặt đất. Ma kiếm đại nhân, tha cho chúng ta một mạng đi, chúng tôi vô tội. 2222 Lãnh Ngạo Nhiên cười to không dứt, trong tiếng cười hung ác này, gia chủ nhà họ Khâu bò dậy quỳ gối rồi đau khổ nói, ma kiếm đại nhân. Lão phu tình nguyện chịu toàn bộ trách nhiệm cho chuyện ngày hôm nay, 8.000 viên đan tinh thần mà đại nhân muốn, ta có thể gom đủ trong vòng nửa tháng. Nếu đại nhân muốn giết, xin hãy giết một mình tôi thôi, tha cho những người khác nhà họ Khâu đi. Không 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 không, Bôn Lôi Ma kiếm nhếch miệng cười, rồi nói, lão tiên sinh hiểu lầm rồi, ông là đại công thần của ta, nếu không có ông thì sao ta có thể cầm được cây thánh binh này.
yên tâm đi, mạng của ông ta nhất định sẽ giết cuối cùng. Trong tiếng cười lớn, hắn ta quét mắt nhìn một lượt, rồi lại dừng ở chỗ ba người Ngạn Đằng. Ba người này sợ hoảng luôn, Huyền Phi và Lôi Lam đều hơi hoảng hốt, bọn họ không kìm được nhìn sang Ngạn Đằng. Ngạn Đằng cố giữ bình tĩnh, ánh mắt lóe lên, rồi trầm ngâm nói, Ma Kiếm đại nhân, nếu ngài đã là đệ tử của Huyền Thiên Tông, vậy ngài tới Huyền Thương Phủ chắc chắn là có nhiệm vụ quan trọng nào đó. Chỉ cần đại ý bằng lòng, ta sẽ đi theo làm tùy tùng cho ngài, vượt núi đao biển lửa ta cũng không chối từ. Ánh mắt lãnh ngạo nhiên lóe lên một tia quỷ dị, hắn ta chợt nhếch môi cười, con người ngươi thực lực thì bình thường, nhưng không ngu nhỉ, làm con chó của ta vẫn miễn cưỡng đủ tư cách. Đa tạ đại nhân, ánh mắt Ngạn Đằng hiện lên vẻ mừng rỡ, hắn ta lập tức quỳ bụp xuống. Hắn ta suy nghĩ rất rành mạch, hắn ta làm mất Thánh binh Vương Câu, về tông môn chắc chắn chỉ có một con đường chết. Ôm đùi của Bôn Lôi Ma Kiếm, trái lại còn có một con đường sống, có làm chó thì vẫn tốt hơn là chết. Tốt lắm, lãnh ngạo nhiên tỏ vẻ hài lòng, hắn ta đưa tay ra chỉ vào đám đệ tử chân truyền của các tông môn khác rồi cười nói, những người này, người giết hết hộ tai nét mặt Ngạn Đằng thay đổi, những người này toàn là đệ tử chân truyền của các tông phái khác ở Thương Huyền Phủ, một khi giết họ, từ nay về sau hắn ta sẽ không còn đường lui nữa. Hắn ta sẽ rạn nứt hoàn toàn với Thương Huyền Phủ. Hơn nữa hắn ta sẽ trở nên xấu xa hơn cả tà tu, hắn ta sẽ ngang với bán chủ Cầu Vinh, rồi từ nhân tài tông môn đi giết tà tu biến thành tay sai của tà tu. Đám phế vậy này đúng là không nên làm bẩn tay của đại nhân. Ngạn Đằng chậm rãi đứng lên, hắn ta nhanh chóng đưa ra quyết định, dù sao thì lãnh ngạo nhiên chưa có bắt hắn ta giết người của Huyền Vương Điện. Đệ tử chân truyền của tông môn khác, giết thì giết thôi. Ngạn Đằng, người điên rồi à? Một đám người trông thấy Ngạn Đằng đi về phía họ. Ánh mắt họ lộ ra vẻ không thể tin nổi, vừa nãy người này còn đòi giết chết Bôn Lôi Ma. Thế mà đảo mắt một cái, đã trở thành chó săn của đối phương rồi, lại còn tới giết bọn họ. Thay đối phương nữa, Ngạn Đằng, người đường đường là nhân tài kiệt xuất của Huyền Vương Điện, người chỉ có tí cốt khí này thôi sao? Đệ tử chân truyền ở tông môn khác tức giận nói. Ngạn Đằng thản nhiên nói, một đám người chết, ta cần giải thích với các ngươi à? Lãnh ngạo nhiên cười nhưng không nói gì, hắn ta im lặng nhìn cảnh này. Người này làm chó cũng không tồi. Tối nay thu hoạch được lớn, đúng là không thể nào tưởng tượng được. Nhưng đúng vào lúc Ngạn Đằng định ra tay giết người, có tiếng tiêu như tiếng trời vang lên dưới ánh trăng mênh mông. Sau đó, tiếng tiêu càng ngày càng gần, kiếm ý ẩn chứa trong tiếng tiêu vang lên không dứt trong thiên địa. Ở xa xa, có thể trông thấy một thân ảnh màu bạc, đang từ từ tới gần trong ánh trăng. Một khúc đứt ruột gan, biết tìm chi âm ở chân trời nào. Một khúc tạ lê hoa, chỉ có hoa hồng đỏ trong tuyết. Một khúc hồng nhan cười, chuyện này sao có thể nhớ lại từ đầu. Một khúc luân hồi khổ, thân này biết gặp quân ở nơi nào. Một khúc loạn giang sơn, chúng ta há lại là vật trong ao, kiếm này đi ra liền bất phàm. Tiếng tiêu vang vọng, trùng trùng điệp điệp, như hát như cười, dưới bầu trời đỏ rực càng trở nên khuấy động, khiến cho người ta nhiệt huyết dâng trào không thể kìm chế. Công tử táng hoa tới rồi, tinh thần quần chúng phẫn nộ. Một cái tên xuất hiện trong đầu tất cả mọi người, rồi buột miệng nói ra. Chính là công tử táng hoa đang nổi như cồn dạo gần đây, người được xưng là tiêu kiếm song tuyệt, một tiêu một kiếm, tung hoành Thương Huyền Phủ. Nhưng chỉ cần là tà tu mà hắn nhìn chúng, thì không một ai là ngoại lệ, tất cả đều chết hết. Sự tích của hắn được lan truyền vô cùng thần kỳ, trong suy nghĩ của rất nhiều người, hắn gần như là tồn tại vô địch ở cảnh giới tinh quân. Công tử táng hoa, Ngạn Đằng ngẩn người, thằng cha này. Sao lại tới vào lúc này chứ? Hắn ta vừa mới làm chó cho Bôn Lôi Ma Kiếm, vừa định ra tay chém chết đệ tử chân truyền của tông phái khác, thì công tử táng hoa xuất hiện, khéo không cơ chứ? Làm hắn ta mất hết mặt mũi, cái mạng này đã nhặt về được rồi, nhưng sau này cũng chẳng còn mặt mũi nào mà lăn lộn ở Thương Huyền Phủ nữa. Đáng hận, vẻ mặt Ngạn Đằng rất xấu, tay phải siết chặt thành nắm đấm, trong lòng khó chịu vô cùng. Được cứu rồi. Gia chủ nhà họ Khâu nhìn thấy thân ảnh màu bạc đang dần lại gần kia, nét mặt ông ta hiện ra vẻ mừng rỡ, ông ta chậm rãi đứng lên. Tiếng tiêu dừng lại, Lâm Nhất bỏ Tử Ngọc Thần Trúc tiêu xuống, dưới chiếc mặt nạ màu bạc, không ai nhìn rõ nét mặt của hắn. Đôi mắt hắn có nét lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống, im lặng nhìn Bôn Lôi Ma Kiếm. Lại một đứa nữa đến nộp mạng à? Lãnh ngạo nhiên nhìn sang đối phương, hai tay cầm chặt thương bạc rồi nhếch mép cười một cái. Khi trường thương màu bạc ở trong tay lãnh ngạo nhiên, bóng đêm từ đỏ ửng hóa thành đỏ rực, mặt trăng kia ẩn trong máu, giống như người đẹp đeo trang sức đỏ. Yêu dị, quỷ diễm, đáng sợ. Dưới sắc đêm như này, Lâm Nhất đứng lặng giữa hư không,
trên mặt đeo chiếc mặt nạ màu bạc. Trên người tỏa ra quang huy màu bạc, mái tóc dài màu bạc để xõa, so với bình thường khi để tóc đen hiện giờ trông hắn giống bề trên hơn rất nhiều. Xì xào, mái tóc bạc khế tung bay trong gió, Lâm Nhất cầm trong tay Tử Ngọc Thần Trúc Tiêu, thân hình hạ xuống đống phế tách đổ nát. Công tử Táng Hoa, Lãnh Ngạo Nhiên nhìn đối phương chằm chằm, trong mắt lóe ra huyết quang yêu dị, khóe miệng chứa ý cười. Dưới ánh trăng này, diện mạo của hắn trông cực kỳ quỷ dị, giống như là có thể bóp lấy linh hồn người ta bất cứ lúc nào vậy. Một ánh mắt liền có thể khiến cho người ta rơi vào cảnh tu la địa ngục, xa vào trong đó, lâm vào điên cuồng. Đã trông thấy huyền thiên trọng giáp của ta, biết cả việc thánh binh đã rơi vào tay ta, người vẫn dám xuất hiện, đúng là có hơi nằm ngoài dự liệu của ta đấy. Lãnh Ngạo Nhiên cười tà, sau đó trắng trợn đánh giá Lâm Nhất. Trước đó, lúc hắn ta giao đấu với ba người ngạn đằng, hắn ta đã mơ hồ cảm nhận được là ở đằng xa có ánh mắt đang quan sát. Lãnh Ngạo Nhiên chẳng để ý, nhất là sau khi lấy được thánh binh, hắn ta lại càng không để ý. Đối phương không xuất hiện còn tốt, xuất hiện rồi thì chỉ có nộp mạng. Công tử Táng Hoa, ha ha, đâm đầu vào chỗ chết thôi mà. Ra tay đi, Lâm Nhất liếc mắt nhìn lỗ thủng trên vai hắn ta, máu tươi vẫn đang chảy. Xuống, người này bị thương không nhẹ. Nếu hắn ta đang ở trạng thái tốt nhất, tay còn cầm thánh binh, thì Lâm Nhất còn phải kiêng kỵ một chút. Nhưng cũng chỉ như vậy thôi, bây giờ hắn ta đang bị thương, còn át chủ bài cũng bị hắn biết rồi, thế thì càng chẳng có gì đáng sợ nữa. Người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta phải xem dưới cái mặt nạ này, rốt cuộc ngươi là yêu. Lãnh Ngạo Nhiên cười, bước ra ngoài. Tốc độ của hắn ta rất nhanh, gần như là nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, nhưng hắn ta vừa bước ra một bước. Tiếng tiêu vang lên luôn, một đóa tử diên hoa hư không nở ra trong không khí. Keng, Lãnh Ngạo Nhiên vung trường thương màu bạc trong tay lên, chém nước tử diên hoa đang bay tới, nhưng bản thân hắn ta cũng bị bước ra thân hình. Cheng, 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 không đợi hắn ta có phản ứng. Tiếng tiêu nối nhau không dứt kèm với sát ý thông thiên vang lên liên tục dưới cái thổi của Lâm Nhất. Cùng lúc đó, Lâm Nhất nhắm chặt hai mắt, thanh y bay phất phơ, hết đóa tử diên hoa này đến đóa tử diên hoa khác bung ra từ trong cơ thể hắn. Chẳng mấy chốc, tuyết đã bay đầy trời. Tiếng tiêu như giọt mưa rơi ào ào, có thể nhìn thấy trên khắp bầu trời, tiếng tiêu giống như biển hoa vô biên, tỏa ra mùa hoa, có thể ngửi thấy ở khắp nơi, rồi lại giống người con gái đẹp như trăng, di thế độc lập, làm cho người ta mơ mộng. Một khúc tiêu này, có thể thấy, có thể ngửi, có thể nghĩ, vạn cổ trường không, nhất triều phong nguyệt, đều ở trong gió tuyết vô biên. Dị tượng hào hùng, hùng vĩ oai nghiêm, nét mặt Bôn Lôi Ma Kiếm lập tức trở nên xấu đi, hắn ta tính áp sát tấn công, rồi xử luôn đối phương bằng chiếc thương bạc trong tay, sau đó lột mặt nạ của Lâm Nhất xuống. Nhưng không ngờ, mới bước ra một bước đã bị tiếng tiêu đánh lui. Keng keng keng, hắn ta vung loạn thương bạc, rất nhiều đóa tử diên hoa bị chặt vỡ. Kiếm quang bị bổ vỡ hết đợt này đến đợt khác. Nhưng hắn ta không thể tới gần nửa bước, trái lại dưới sự dồn ép của tiếng tiêu, hắn ta đang điên cuồng lùi về từng bước một. Vụt, một cánh hoa bay đi, Bôn Lôi Ma Kiếm không né kịp, gò má bị cứa ra một vết máu. Có thôi đi không hả? Hai mắt Lãnh Ngạo Thiên hiện lên lửa giận, hắn ta vung tay một cái rồi trực tiếp đồn tinh nguyên vào thánh binh trong tay. Trong phút chốc, trăm đạo thánh vân nở rộ, một cỗ uy áp cuồng bạo ầm ầm nổi lên. Thánh binh ở trong tay hắn ta mạnh hơn lúc ở trong tay ngạn đằng nhiều. Cạch cạch cạch, chỉ thấy trong hư không, vô số cánh hoa vỡ vụn, hắn ta cầm thương bạc đánh thẳng một mạch vào trong cánh hoa và gió tuyết đầy trời. Oanh, mái tóc của Lâm Nhất lập tức bay bay, phong mang lạnh lùng trên người nở rộ, tiếng tiêu êm tai hóa thành một trường điệu kinh thiên. Giống như thác nước cao vạn trượng đón gió cuộn lên, sông thẳng lên tận trời, cùng lúc đó kiếm ý thông thiên của hắn liên tục tăng vọt, từ thông thiên tiểu thành lên đến thông thiên đại thành. Rồi lại đạt tới thông thiên đỉnh phong viên mãn. Ong, tiếng tiêu đó kéo dài, phát ra âm thanh kịch liệt vô cùng chói tai, giống như phượng hót, rồi cùng lúc đạt đến đỉnh phong cùng với kiếm ý thông thiên. Trường thương màu bạc đánh thẳng một mạch, khi còn cách Lâm Nhất khoảng 2 trượng thì bị một cỗ song âm và kiếm ý diễn hóa ngăn trở. Mũi thương lóe sáng, có lôi điện như máu, chói lóa chói mắt. Nhưng mặc kệ Bôn Lôi Ma Kiếm gắng sức cỡ nào, ở trước mặt cỗ dị tượng cường đại này, hắn ta vẫn không thể phá được. Trên đống đổ nát, Lâm Nhất đang nhắm chặt hai mắt, lúc này đột nhiên mở mắt ra. Trong nháy mắt, tiếng tiêu dữ dội đã đạt đến đỉnh phong của Lâm Nhất bất ngờ trở nên du dương trầm bổng. Giống như đã hóa thành một phong long, bay lượn trong làn mây, càng lượn càng nhanh, cọ rửa đi sắc đêm như máu. Vùi mây ra sương tản đi, bầu trời đầy sao hiện ra.
Lâm Nhất mặc một bộ trường bào màu bạc, lại khoác lên ánh sao từ trên trời chiếu xuống, ngón tay hắn chuyển động rất nhanh không ngừng. Khúc Tử Diên phi vũ này nhanh đến mức làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, ánh sao rơi lên người hắn dường như đều bị bóp méo. Từng đạo kiếm ảnh tỏa ra từ trong cơ thể, trong chớp mắt đã hình thành một tòa kiếm trận. Kiếm trận Tử Diên, tuyệt thế vô song, kiếm hình thành trận, Lâm Nhất đang đứng trên đống phế tích lúc này bay vọt lên không trung, mang theo kiếm ý vô biên, cuốn theo ánh sao đầy trời, dùng bông tuyết đang bay đánh về phía trước. Mặt Bôn Lôi Ma kiếm biến sắc, hắn ta cất thánh thương đi, vung tay một cái đã đổi thành thanh kiếm hay dùng trước đó. Đối với hắn ta, dùng thương thay cho kiếm trung quy vẫn không thuận tay cho lắm. Kiếm quang vung vẩy trong tay hắn ta, có thể nhìn thấy rõ, từng đạo kiếm quang của hắn ta đều hóa thành giao long huyết điện. Giao long đó giống như chiếc roi tiên dài tận mấy trăm trượng, liên tục đánh lên kiếm trận. Nhưng kiếm trận giống như ngọn núi, với sự gia cố của kiếm ý thông thiên và tiếng tiêu, nó không lộ ra một tí kẽ hở nào. Trong cái nhìn của mọi người, thân ảnh của Bôn Lôi Ma kiếm bị Lâm Nhất bức lùi liên tục. Cửu Long phá thiên, Lãnh Ngạo Nhiên rất bực bội, hắn ta đã hoàn toàn tức giận, hắn ta chém ra một kiếm, huyết hải khắp không trung. Huyết hải mênh mông, chín đạo long ảnh phá hải mà ra rồi gầm lên phẫn nộ lao về phía Tử Diên kiếm trận. Trong nháy mắt, trời đất đều bị nhuộm thành màu máu, mọi người đều có thể cảm nhận được sự điên cuồng của Bôn Lôi Ma kiếm. Lâm Nhất không hề hoảng sợ, tiếng tiêu của hắn như cơn bão đổ phần phật không ngừng, rồi đột nhiên trở nên nặng nề. Mỗi một tiếng tiêu, đều giống như có ngọn núi cao vạn trượng nhô lên từ mặt đất, tựa như trời sập đất lõm, chấn động đến mức tai người nghe run lên, đầu váng mắt hoa. Kiếm trận Tử Diên, nghịch chuyển, cửu chuyển về một, phượng hót về phía mặt trời. Kiếm trận hào hùng kia ầm ầm nghịch chuyển, kiếm ý của Lâm Nhất vốn đã khủng bố, khi nghịch chuyển thì càng đáng sợ hơn. Sau khi cửu chuyển xong thì kiếm ý đáng sợ gần đạt tới tứ phẩm. Ầm ầm ầm, chín đạo huyết long bay tới, đánh lên kiếm trận nghịch chuyển, trong hư không tóe ra quang mang khiếp người. Quá đáng sợ, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn hết thảy. Họ không ngờ một người dựa vào một cây tiêu mà có thể đồn ép Bôn Lôi Ma kiếm đến mức này. Keng, trong tia sáng chói mắt mà hỗn loạn, một tiếng phượng hót vang lên, sau lưng Lâm Nhất, mặt trời đang từ từ mọc lên. Dưới sự chiếu rọi của mặt trời, huyết quang đầy trời kia bị xua tan, Lâm Nhất đi ra từ trong ánh mặt trời, thần thái tuấn lãng, diện mạo bất phẩm, giống như một vị thần, tỏa sáng lấp lánh. Phù phù, chín đạo giao long huyết sắc của Lãnh Ngạo Nhiên bị kiếm trận cắn nát triệt để. Hộc ra một ngụm máu, còn chưa kịp thở dốc. Trong kiếm trận đã có băng phượng khoác lên ánh sáng lung linh lao về phía hắn ta rồi. Tiếng tiêu chậm chậm không dứt, để phủ thêm một tầng thánh huy cho. Băng phượng dương cánh, thụp, Bôn Lôi Ma kiếm bay ra ngoài, cả người như con diều đứt dây, rơi xuống ở đằng xa. Hồng hộc, Lâm Nhất đứng trên không trung, tiếng tiêu của hắn truyền vào tai mọi người, vang vọng khắp đất trời, tựa như dáng chiều đuổi theo trăng, vọt qua ngang trời. Huyền Thiên trọng giáp. Khi mọi người đang nghĩ rằng, Bôn Lôi Ma kiếm lung lay sắp ngã chết là cái chắc, thì trên người hắn ta đột nhiên tỏa ra ánh sáng đáng sợ. Một tầng huyền giáp tỏa ra màu vàng kim, chiếu sáng bầu trời đầy sao, uy áp trên người cuồn cuộn vô tận, dù gì hắn ta cũng ở cảnh giới tỉnh tượng. Huyền Thiên Bảo Giám, một người ngơ ngác, rồi chợt nhớ ra người này còn là đệ tử của Huyền Thiên Tông, và còn có một vũ khí bí mật mạnh nhất chưa dùng tới. Cạch, 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 Bôn Lôi Ma kiếm ỉ vào Huyền Thiên trọng giáp. Gắng chịu đựng tiếng tiêu rồi lao qua đánh, hai mắt hắn ta đỏ lừ, cả người đều rơi vào điên rồ. Răng rắc, trong khi liên tục áp sát, Huyền Thiên trọng giáp trên người hắn ta có dấu hiệu nứt vỡ nổ tung. Nhưng cuối cùng đã xông được vào kiếm trận Tử Diên, tốc độ nứt vỡ của trọng giáp đang không ngừng tăng lên, Lãnh Ngạo Nhiên mặc kệ. Công tử Táng Hoa, giờ chết của ngươi đến rồi. Lãnh Ngạo Nhiên cười dữ tợn, hắn ta còn chưa kịp dứt lời, kiếm quang đã đâm ra. Hắn ta tính toán rất chính xác. Khúc Tử Diên phi vũ của Lâm Nhất đã đến hồi kết. Chỉ cần sống sót vượt qua kiếm trận nguy hiểm nhất và tới gần được đối phương, là hắn ta có thể giết chết hắn chỉ bằng một kiếm. Dưới cái nhìn của mọi người, nhát kiếm này của hắn ta đâm thẳng vào tim Lâm Nhất, vô số tiếng hô sợ hãi lập tức vang lên từ dưới mặt đất. Nhưng ngay sau đó, Lãnh Ngạo Nhiên kinh ngạc phát hiện, có rất nhiều thánh văn quấn quanh vị trí trái tim của đối phương, làm thế nào chiêu kiếm tất sát này của hắn ta cũng không thể đâm thủng. Ngay lúc Lãnh Ngạo Nhiên định rút lui, Lâm Nhất buông sáo xuống, chỉ một ngón về phía hắn ta. Một lá, một cây bồ đề, một bông hoa, một thế giới. Bảy tầng biển hoa nở rộ và chồng lên nhau sau lưng Lâm Nhất. Khi hắn chỉ ngón tay, kiếm quang mênh mông xuyên qua như một con rồng. Phút,
huyền thiên trọng giáp trên người Lãnh Ngạo Nhiên lập tức tách vỡ. Một cái lỗ đáng sợ xuất hiện trên cơ thể hắn ta, cả người bị hất văng ra ngoài. Sắc mặt hắn ta trắng bệch đến mức không tưởng tượng nổi, khí tức yếu ớt chưa từng có. Sau khi tiếp đất, hắn ta không dám ở lại thêm một phút nào, kéo lê thân thể tàn khuyết điên cuồng bỏ chạy. Phụt, vết máu tràn ra từ khóe miệng Lâm Nhất, hắn từ từ rơi xuống từ trên không trung. Được mặt nạ bạc bảo vệ nên chiêu kiếm vừa rồi không thể đâm thủng trái tim hắn. Nhưng hắn vẫn bị thương không nhẹ, chẳng qua không nghiêm trọng bằng Lãnh Ngạo Nhiên mà vẫn còn sức chiến đấu. Lâm Nhất, ngươi không sao chứ? Tiểu Băng Phượng ở trong hộp kiếm lo lắng hỏi. Lâm Nhất bình tĩnh nói, ngươi đừng lo, đuổi theo Bôn Lôi Ma kiếm trước đã. Hắn ta vẫn chưa chạy quá xa, có người đuổi tới đây. Đừng lo, ta biết đó là ai, cứ đuổi theo hắn trước đã. Từ Lâm Nhất xoay người, thân hình chuyển động trong hư không. Trong nháy mắt, hắn đã khoanh chân đáp xuống một tảng đá to. Vút, 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 không lâu sau, ba bóng người đi đầu xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Ngạn Đăng, Huyền Phi, Lôi Lam dẫn theo đệ tử thân truyền của ba tông môn hùng hùng hổ hổ lao tới với vẻ mặt tà ác. Khi nhìn thấy Lâm Nhất ngồi xếp băng, khóe miệng có vết máu, hai mắt Ngạn Đăng sáng rực, trong lòng mừng rỡ không thôi. Tên này thực sự đã bị thương. Mình biết ngay chiêu kiếm chí mạng vừa rồi của Lãnh Ngạo Nhiên sẽ không đỡ được dễ dàng vậy đâu. Công tử Tàng Hoa không ngờ nhỉ. Ngạn Đăng nhếch miệng cười, trong mắt hiện lên chút kiêu ngạo, cho dù ngươi ép Bôn Lôi Ma kiếm bỏ đi thì đã sao, cuối cùng vẫn rơi vào trong tay ta. Bây giờ hắn ta bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng, thánh binh đã bị Bôn Lôi Ma kiếm cướp đi, lại làm chó cho đối phương trước mặt mọi người. Trở về Huyền Vương Điện chỉ có một con đường chết, nhưng nếu lấy được đầu của công tử Táng Hoa trở về, có lẽ đại sư huynh còn tha mạng cho hắn ta. Một tháng gần đây, hắn đã giết không ít tà tu, sợ rằng giá trị bản thân khó mà tưởng tượng được. Trong mắt Huyền Phi thoáng hiện vẻ tham lam, liếm môi lưỡi khô khốc. Hai mắt Lôi Lam nóng rực, lạnh lùng nói, ha ha, mặt nạ trên mặt hắn có lẽ là một món thánh khít ánh mắt Ngạn Đăng lập tức trở nên nóng rực. Nếu hắn ta có thể mang về, chắc hẳn sẽ bù đắp được tổn thất thánh binh bị cướp đi. Giết hắn, Ngạn Đăng ra lệnh cho đệ tử Huyền Vương Điện đi theo sau, Huyền Phi và Lôi Lam cũng ra lệnh y hệt. Ba người bị thương nặng, mặc dù chắc Lâm Nhất bị đâm vào tim, đã không còn sức lực chiến đấu, nhưng họ vẫn không dám mạo hiểm quá nhiều. Phút, phút, đám đệ tử của ba tông phía sau lập tức nhìn về phía Lâm Nhất, trong mắt dâng lên sát ý, nhưng phần nhiều lại hơi sợ hãi. Sau trận chiến vừa rồi, trong mắt họ công tử Táng Hoa chẳng khác thiên nhân. Các người có chắc sẵn sàng bán mình cho hắn ta không? Giọng điệu Lâm Nhất không hề dao động, ánh mắt quét qua, bình tĩnh hỏi. Giết hắn, chia đều bảo vật, ánh mắt Ngạn Đăng lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói. Phút phút, đám người lập tức không còn do dự nữa. Tính cách của đám đệ tử ba tông này chẳng ra làm sao. Ngày hôm đó, Lâm Nhất đã bị họ chế nhạo đủ điều khi ở đại sảnh nhà họ Khâu. Bây giờ sau khi nghe thấy Ngạn Đăng nói sẽ chia đều bảo vật, họ đều không chút do dự mà nhảy lên không trung. Tìm chết, trong mắt Lâm Nhất thoáng hiện lên vẻ lạnh nhạt, hắn đặt cây sáo Tử Ngọc Thần Trúc lên môi, tiếng sáo lập tức vang lên. Hắn đang thổi khúc bá kiếm, một kiếm chém phủ vân, một kiếm chém cửu thiên, một kiếm dung chuyển bát hoang, một kiếm san bằng bốn bể. Phủ vân cửu thiên, tứ hải bát hoang, tiếng sáo như sóng lượn, sóng này cao hơn sóng kia. Dông bão dữ dội, sóng xô tầng mây. Cơn bão đến cũng nhanh mà đi cũng vội, những tiếng sáo ngắn và dữ dội làm rung chuyển bầu trời, từng tia chớp xé toạc hư không. Bịch, 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 đệ tử ba tông bay tới vừa mới nhảy vọt lên không còn chưa kịp đến gần Lâm Nhất, thì đầu của họ đã bị tiếng sáo giữa không trung chấn nát. Máu bản tung tóe khắp nơi, mọi người nở rộ như pháo hoa, khung cảnh thật thương tâm và tàn khốc. Sắc mặt của ba người Ngạn Đăng tái nhợt, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, họ chỉ thấy hai chân mềm nhũn, cả người run bần bật. Đây chính là thực lực của công tử Táng Hoa ư? Đây chính là áp lực mà Bôn Lôi Ma kiếm vừa phải đối mặt sao? Nghĩ đến đây, Bôn Lôi Ma kiếm có thể cầm cự được lâu như vậy, còn suýt đâm chết Lâm Nhất bằng một kiếm. Thực lực của hắn ta còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của họ. Nhưng người trước mặt còn đáng sợ hơn. Lâm Nhất ngồi trên tảng đá đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn ba người họ. Cả ba cũng bị chấn rung bởi sóng xung kích của tiếng sáo, máu tươi không ngừng tràn ra khỏi miệng, dư âm của bá kiếm dường như vẫn đang văng vẳng bên tai họ. Ngươi thật sự cho rằng ta đã bị thương đến mức không thể chiến đấu. Ta chờ ngươi thôi, Lâm Nhất lạnh lùng nói, trong thanh âm không có chút cảm xúc. Nào, Ngạn Đăng khiếp sợ nói, rốt cuộc ngươi là ai? Ta là ai à, ngươi quên nhanh thế ư?
Lâm Nhất cười lớn, cởi mặt nạ trên mặt xuống, khuôn mặt điển trai, thanh tú lập tức lộ rõ trước mặt ba người. Lâm Nhất, hóa ra công tử Táng Hoa là Lâm Nhất của Thiên Phách Cảnh. Ba người họ ngạc nhiên đến độ suýt rớt cằm. Sao có thể, Lâm Nhất nhét cây sáo tử ngọc thần trúc vào thắt lưng, lóe mình một cái đã đi tới chỗ ba người họ. Hắn nhìn chằm chằm vào Ngạn Đằng, khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi khôn xiết. Hắn ta muốn quỳ xuống xin tha, nhưng hai chân run rẩy, không nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu tên tay sai như ngươi đứng cũng không nên hồn thì khỏi cần đi. Lâm Nhất gọi Táng Hoa ra, kiếm quang lóe lên, đầu gối của Ngạn Đằng bị chặt thành nát vụn trong nháy mắt, quỳ phịch xuống. Lâm Nhất, ngươi muốn chết. Ngạn Đằng đau đến xé gan xé ruột. Hắn ta trừng mắt với Lâm Nhất rồi giận dữ nói, đồ khốn nạn, nếu ngươi dám giết ta, Phủ Vân Kiếm Tông sẽ bị diệt. Mắt chó như ngươi không coi ai ra gì, thế khỏi cần đi. Lâm Nhất lại vung kiếm lướt qua, đôi mắt của Ngạn Đằng bị phá hủy trong nháy mắt, máu tươi không ngừng tuôn ra từ trong mắt. Mắt tai Ngạn Đằng đau đớn luống cuống lấy tay che mắt, không kìm được run rẩy. Móng chó này của ngươi thích bắt nạt người khác, tốt nhất khỏi cần thì hơn. Lâm Nhất phung hai kiếm, kiếm quang lóe lên, máu tươi chảy ra như suối, hai tay Ngạn Đằng lập tức bay ra. Không, 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 Ngạn Đằng tuyệt vọng hét lên, trong lòng vô cùng hối hận. Hắn ta chưa bao giờ nghĩ rằng một thiên phách bị sỉ nhục hai ngày trước, hai ngày sau đã quay. Lại trả thù một cách tàn khốc như vậy, ngươi làm ma sủng của ta bị thương, xúc phạm tôn nghiêm của ta, đầu chó của ngươi có thể rơi rồi, kiếp sau đừng làm người nữa. Lâm Nhất phung kiếm. Đầu Ngạn Đằng cô đơn bay ra ngoài. Im phăng phắc, Huyền Phi cùng Lôi Lam đã bị dọa ngốc từ lâu. Họ há miệng trợn mắt chứng kiến hết thảy, dù miệng há to cỡ nào nhưng cũng không thể phát ra âm thanh. Họ đã chọc phải nhân vật gì thế? Phịch, hai người quỳ trên mặt đất, run giọng nói, Lâm. Lâm Nhất, hắn ta là kẻ đầu sỏ, Ngạn Đằng. Là kẻ đầu sỏ, chúng ta thật sự chưa bao giờ nghĩ tới trở thành kẻ thù của ngươi. Ta là người công bằng nhất. Nếu hai người tát ta một cái, đến tối ta sẽ trả các ngươi một kiếm. Cả hai còn chưa kịp xin tha xong, Lâm Nhất đã vung kiếm và tra vào vỏ. Keng, máu tươi lập tức bắn tung tóe trên cổ họ. Họ cố gắng che cổ lại, nhưng không tài nào ngăn được máu không ngừng chảy ra. Lâm Nhất đeo mặt nạ lên, mái tóc bạc tung bay trong gió. Trong mắt những đệ tử tông môn khác chạy vội tới, hắn đang thổi sáo. Ánh trăng bao phủ lên người hắn, thổi một giai điệu mà không ai hiểu được. Bước lên kiếm, ngân nga lời ca, nhẹ nhàng đạp mây rời đi. Một khúc đoạn trường, tìm đâu chi âm nơi chân trời. Một khúc gây loạn giang sơn, ta nào phải vật trong ao, kiếm này vốn có lai lịch không tầm thường. Âm thanh xé nát bầu trời lần lượt vang lên. Một lúc sau, rất nhiều đệ tử thân truyền của tông phái đã tụ tập ở nơi có thi thể không đầu của Ngạn Đằng, thậm chí cả gia chủ của nhà họ Khâu cũng dẫn người tới. Khi Lâm Nhất bị Lãnh Ngạo Nhiên đâm một kiếm vào tim, Ngạn Đằng là người đầu tiên phản ứng lại và dẫn theo đệ tử ba tông hùng hùng hổ hổ xông tới. Khi họ kịp phản ứng lại, lập tức nhận ra điều lạ thường, cả đám nổi giận đùng đùng chạy tới. Có thể nói công tử Táng Hoa đã cứu mạng họ. Nhìn hành động của đám Ngạn Đằng, họ đoán ngay rằng bọn chúng có thể gây bất lợi cho công tử Táng Hoa. Rốt cuộc, công tử Táng Hoa đã bị một kiếm đâm vào tim, chắc chắn bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Với nhân phẩm của Ngạn Đằng, sợ là hắn ta sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng họ không ngờ rằng mới chưa được bao lâu, đám Ngạn Đằng đều mất mạng. Nhất là thi thể của Ngạn Đằng, ai thấy cũng sợ hãi, thảm không nỡ nhìn. Hắn ta bị tra tấn đến chết, có người hít hà khí lạnh, nhưng cũng chẳng mấy ai thương hại tên này. Thậm chí trong lòng còn hơi vui mừng, tên cặn bã này thật sự đã làm mất mặt các đệ tử trong môn phái, chỉ làm chó cho Bôn Lôi Ma Kiếm mà thôi. Còn quay lại chém giết họ thay cho đám tà tu, đúng là không thể tha thứ được. Họ ngẩng đầu nhìn. Trong màn đêm, Lâm Nhất mặc trang phục màu bạc đang thổi sáo đã dần đi xa. Chỉ có tiếng sáo từ xa vọng lại tựa như tiên âm, vang vọng giữa đất trời. Mọi người đều mơ hồ cảm nhận được chút cô đơn trong tiếng sáo, ngoài đó ra họ không hiểu thêm gì khác. Phút, Lâm Nhất bay rất xa trên mây, bay mãi đến tận rìa đảo Lưu Quang rồi đáp xuống một tảng đá. Dưới màn đêm, hẳn nhìn biển rộng bao la, nhưng tiếng sáo vẫn cứ tiếp tục. Sau nửa nén nhang, một bóng người màu trắng xuất hiện trên mặt biển. Ôm tiểu tặc miêu trong tay, đáp xuống chỗ Lâm Nhất. Lâm Nhất đặt cây sáo tử ngọc thần trúc xuống và nhìn tiểu băng phượng ở bên cạnh. Tiểu băng phượng hơi ngượng ngùng khi bị Lâm Nhất nhìn, nhỏ nhẹ nói, bổn đế làm mất dấu người rồi. Mất dấu, giọng Lâm Nhất thoáng lộ vẻ ngạc nhiên. Vết thương của Bôn Lôi Ma Kiếm chắc hẳn rất nghiêm trọng, thậm chí hắn ta chỉ còn một hơi tàn.
Mặc dù đại đế không đáng tin cậy lắm, nhưng có tiểu tặc Miêu ở đây, đuổi theo một người sắp chết hẳn là không có vấn đề gì. Tiểu Băng Phượng khẽ nói, hắn ta bị thương rất nặng, đang hấp hối nhưng lại trốn đến một nơi rất kỳ lạ, bị ma quang trong biển bao phủ, khắp nơi đều lộ vẻ kỳ quái. Ta cảm thấy không ổn lắm nên mới trở về trước. Ma vực, nghe Tiểu Băng Phượng miêu tả, Lâm Nhất lập tức nghĩ ra đó là nơi nào, lần này e rằng sẽ hơi khó giải quyết. 100.000 năm trước, giới Côn Luân hưng thịnh sụp đổ, lại trải qua thời kỳ hỗn loạn kéo dài. Thời kỳ này được gọi là thời đại hỗn loạn đen tối, cũng được gọi là thời đại máu thánh. Giới Côn Luân đã chìm vào bóng tối và hỗn loạn chưa từng có. Thời đại này đẫm máu và tàn khốc, đó là một thảm họa sau khi trật tự sụp đổ. Cuối cùng, hàng vạn thế gia thánh nhân đã được ra đời trong trận đại loạn này, chấm dứt một thời đại đen tối và hỗn loạn và được gọi là vạn thánh xuất thế. Sau đó, các thánh giả bắt đầu tấn công lẫn nhau, mỗi người chiếm giữ một đỉnh núi, các anh hùng đấu tranh giành thiên hạ. Giới Côn Luân vẫn hỗn loạn như cũ, thỉnh thoảng lại có thánh vương ở nhân gian qua đời, tông môn diệt vong. Nhưng suy cho cùng, nó đã không đẫm máu như thời đại đen tối kia nữa. Những mâu thuẫn trong nội bộ các gia tộc của Côn Luân sớm muộn gì cũng theo chiều hướng thống nhất về một mối. 3.000 năm trước, cửu đế bất ngờ xuất hiện, trấn áp thiên hạ, càn quét tứ phương, xây dựng lại đế quốc thần long, thống nhất Côn Luân. Khi ấy, ít nhất ngoài mặt giới Côn Luân cũng đã ổn định. Đế quốc thần long đã thống nhất thiên hạ và thành lập các quận phủ ở khắp mọi nơi. Có 36 quận trong một phủ, các phủ chủ và quận chủ đều do đế quốc thần long trực tiếp bổ nhiệm. Sự ổn định của Côn Luân đã đưa võ đạo tiến vào thời kỳ phồn vinh chưa từng có. Mãi đến 3.000 năm sau như bây giờ, võ đạo hưng thịnh và đạt đến thời đại thịnh vượng chưa từng có, gần bắt kịp thời hoàng kim thượng cổ năm đó. Tất cả điều này là nhờ sự cai trị của đế quốc thần long. Tuy nhiên, ngoại trừ Cửu Châu ở Trung vực ra, đế quốc thần long không có quyền kiểm soát hay quản lý quá mạnh đối với các khu vực khác. Ví dụ, ở vùng biên giới như Thương Huyền Phủ, mặc dù có phủ chủ và quận chủ, nhưng hầu hết đều do các tông môn tự trị, mỗi một tông môn chiếm giữ một đỉnh núi. Sở dĩ gọi là ma vực chính là phần lãnh thổ bị Vô Tâm Ma Đế, một trong cửu đế chiếm cứ Côn Luân. Hắn ta là chí tôn đứng đầu ma đạo thiên hạ, được mọi thế lực ma đạo cung phụng như chủ nhân. Ma vực là một trong cửu vực của Côn Luân, mênh mông rộng lớn, tụ tập vô số thế lực ma đạo. Từ đó, nơi các thế lực ma đạo được gọi là ma vực. Để phân biệt với ma vực nơi ma đế ở, các ma vực khác được gọi là tiểu ma vực, còn nơi ma đế ở gọi là đế ma vực. Đế ma vực là lãnh thổ thực sự, chiếm giữ một vùng đất vô biên và rộng lớn, đồng thời cũng là một trong 9 lãnh địa chính của giới Côn Luân. Còn tiểu ma vực không khoa trương đến mức đó. Thậm chí tiểu ma vực ở một số nơi thỉnh thoảng cũng sẽ bị san bằng, sau đó lại tập trung lại ở một nơi mới. Tuy nhiên hầu hết các trường hợp, các phủ ở ma vực sẽ không bị xóa sổ thật sự. Từ xưa tới nay, thiện ác luôn đối lập với nhau. Nhưng không ai có thể tiêu diệt được ai. Ở đâu có ánh sáng thì ắt có bóng tối. Cả hai cực kỳ đối lập nhau nhưng lại cùng tồn tại song song. Tiểu ma vực không chỉ là nơi tụ tập của thế lực ma đạo và tà tu, đồng thời cũng tồn tại chợ đen hoặc rất nhiều khu vực màu xám. Thậm chí nhiều thế lực chính đạo cũng sẽ cử người tới đây để bán hoặc mua một số tài nguyên nhất định. Sự tồn tại của ma vực ắt có lý do riêng của nó. Đây là những gì Lâm Nhất đã đọc được trong sách của Phù Vân Kiếm Tông, một ít thì do Lạc Hoa nhắc tới khi tám chuyện cùng hắn. Đối phương là con cháu dòng chính của thế gia thánh giá, kiến thức của nàng ấy rất uyên bác, vượt xa trí tưởng tượng của Lâm Nhất. Vạn thánh xuất thế, cửu đế xuất hiện, khi bổn đế đang ngủ say lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nghe Lâm Nhất nói xong, nét mặt Tiểu Băng Phượng hơi rối bời, nhưng ngay. Sau đó lại khinh thường nói, loại cá thối tôm nát nào cũng dám tùy tiện xưng đế. Chờ bổn đế khôi phục lại thực lực, diệt sạch chúng chỉ cần một đầu ngón tay. Vậy ngươi khó tìm rồi. Lâm Nhất mỉm cười, Phật đế, Ma đế, Yêu đế, Kiếm đế, Nữ đế, Đao đế, Lôi đế, Bạch đế, Nam đế, tất cả cửu đế giờ đều không còn tung tích lâu rồi không xuất hiện, đã trở thành những nhân vật trong thần thoại. Truyền thuyết. Ngoài ra có nghe nói họ đã qua đời. Chưa kể Tiểu Băng Phượng có thực lực tương tự hay không, mà cho dù có cũng chưa chắc có thể tìm được những người này. Hừ, đó là bởi vì ngươi không biết bản lĩnh của bổn đế. Tiểu Băng Phượng khoanh tay trước ngực, bĩu môi nói phụt. Lâm Nhất mỉm cười, ngay khi hắn định lên tiếng thì một ngụm máu tươi tràn ra khỏi khóe miệng. Này này này, ngươi sẽ không ngỏm đấy chứ? Tiểu Băng Phượng giang hai tay, suýt chút nữa nhảy dựng lên, ngạc nhiên nói. Không sao. Lâm Nhất lau vết máu trên khóe miệng, nhẹ nhàng nói. Hắn bị kiếm của đối phương đâm vào tim.
nếu không được mặt nạ bạc bảo vệ, có lẽ hắn đã trầu trời rồi. Vết thương vốn không nghiêm trọng lắm, nhưng hắn lại cố ra tay, thổi bá kiếm với ý cảnh mạnh mẽ, việc này chắc chắn khiến vết thương trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều. Không phải ngươi có niết bàn đan đấy à? Lại ăn thêm một viên đi, Tiểu Băng Phượng vội vàng nói. Lâm Nhất trợn trắng mắt với nàng ấy, cô nương này cho rằng niết bàn đan giống như cải thảo. Đó là thần dược mà chỉ cần còn một hơi tàn cũng có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao trong nháy mắt. Cho dù đến tinh quân cảnh cũng có thể bảo vệ an toàn cho Lâm Nhất, giờ còn lại 6 viên nên phải trân trọng sử dụng mới được. Hai ngày trước thật sự hết cách, hắn phải đối phó với cục diện hiện tại nên buộc phải nhanh chóng khôi phục trạng thái tốt nhất. Nếu không Lâm Nhất còn lâu mới nỡ dùng nó. Hừ, hừ, còn coi như của báu cơ. Năm đó bổn đế tùy tiện thổi một hơi là có đan dược quý gấp 10 lần, 100 lần niết bàn đan này. Tiểu Băng Phượng cao tại thượng, vô cùng khinh thường Lâm Nhất bùn xỉn này. Lâm Nhất cười nói, ngươi cũng biết là năm đó, bây giờ ngươi thổi cho ta xem nào. Bổn đế, vẻ mặt của Tiểu Băng Phượng đỏ bừng, nàng ấy đã cố gắng kìm nén, nhưng vẫn thiếu tự tin bĩu môi nói, bây giờ ta không thổi đâu. Lâm Nhất không nhịn được, suýt nữa bật cười ra tiếng. Đại đế đúng là biết nói đùa, vừa rồi khoe khoang nhiều đến mức nếu một ngày không bốc phét thì cả người khó chịu. Tin ngươi mới lạ, Lâm Nhất lấy mấy viên huyết diễm đan ra, ngồi xếp bằng, định chữa thương trước. Hi hi, cho bổn đế mượn chơi nha. Tiểu Băng Phượng thấy vậy, trong mắt hiện lên vẻ danh mãnh. Nàng ấy nhanh chóng giật lấy mặt nạ mặt trăng bạc trên mặt và cây sáo tử ngọc thần trúc bên hông của Lâm Nhất. Lâm Nhất ngẫm một lát nhưng không ra tay, để mặc nàng ấy giật nó đi. Ha ha ha, đều là của bổn đế. Tiểu hắc hắc, chúng ta đi thôi. Tiểu Băng Phượng đắc ý cười to mấy tiếng rồi vỗ lên mình tiểu tặc miêu. Nó lập tức hóa thành hình dáng của long mã thượng cổ, bắt đầu băng qua biển. Tiểu Loli đeo mặt nạ, quấn khăn choàng màu bạc, chiếc váy ngắn màu trắng biến thành một chiếc váy màu bạc lộng lẫy. Nàng ấy ngủ trên lưng ngựa huyết long, đón gió biển, thổi cây sáo tử ngọc thần trúc, tức giấy lên những đợt sóng lớn trên mặt biển bao la, chơi đến quên cả trời đất. Con nhóc này, khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Nhất lộ vẻ mềm mại hiếm thấy. Cô nhóc này đã đi theo hắn, liên tiếp giết chết mấy chục tên tà tu. Để nàng ấy điên một chút cũng tốt, nhưng đi theo tiểu tặc miêu lâu cũng trở nên hơi gian xảo. Cũng may nàng ấy xinh đẹp tự nhiên, cho dù có là kẻ trộm thật, cũng dễ thương đến mức khiến người khác khó mà tức giận nổi. Dù sao cũng là đại đế, Lâm Nhất mỉm cười, để huyết viêm đan phát huy tác dụng, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lúc đang chữa trị vết thương, hắn cũng nghĩ về trận chiến với bôn lôi ma kiếm lúc nãy. Phải nói là cảnh giới chênh lệch quả thật khá chí mạng. Với tu vi hiện tại của Lâm Nhất, nếu không gặp được cao thủ tinh hà cảnh chân chính, nếu không có Tiêu Ngự Kiếm, có lẽ hắn cũng không chịu nổi 10 chiêu. Tiêu Ngự Kiếm cũng không phải là tồn tại vô địch, nó dựa vào kiếm ý của Lâm Nhất, đồng thời hắn cảm nhận rõ ràng, đạo âm luật của mình đã rơi vào bình cảnh nào đó. Vẫn còn sơ hở khi kết hợp giữa Tử Diên Phi Vũ và Tử Diên Kiếm Quyết, nếu không hắn đã không bị bôn lôi ma kiếm tới gần người vào giây phút cuối cùng. Có lẽ thủ đoạn mạnh nhất của hắn là Trần Quang Kiếm Pháp. Khúc Tử Diên Phi Vũ là do Tử Diên Kiếm Thánh sáng tạo ra, Trần Quang Kiếm Pháp là do hắn hoàn toàn lĩnh hội được. Dù thế nào đi nữa, Lâm Nhất đã cảm ngộ được rất nhiều về võ đạo từ trận chiến này. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, phần lớn vết thương đã bình phục, Tiểu Băng Phượng cưỡi ngựa huyết long, thổi sáo tử ngọc thần trúc trở về. Âm thanh tiếng sáo của nàng ta rất trong trẻo và mang ý không linh, lọt vào. Trong tai Lâm Nhất tựa như tiên âm sừng sững như núi cao. Trong mắt Lâm Nhất thoáng hiện vẻ lạ thường, cây sáo tử ngọc thần trúc trong tay nàng ấy dường như mạnh hơn hắn rất nhiều. Hi hi, tiểu Lâm Nhất, ngươi tỉnh rồi, bổn đế có đẹp không? Tiểu Băng Phượng ngồi trên lưng ngựa huyết long, đeo một chiếc mặt nạ mặt trăng bạc, trang phục màu bạc, tay phải cầm một cây sáo tử ngọc thần trúc có thể nói là oai phong khắp trốn. Đưa đây, Lâm Nhất đưa tay ra và nói. Hừ, đồ keo kiệt. Tiểu Băng Phượng thấp giọng lẩm bẩm, cũng không biết khen ta một câu nữa. Trả lại ngươi nè, nàng ta đi xuống và trao lại mặt nạ trăng bạc và cây sáo tử ngọc thần trúc. Lâm Nhất cầm nó lên, trầm ngâm một lát rồi nói, Tiểu Băng Phượng, lúc trước ngươi giúp ta dò xét rất nhiều trận văn, chắc ngươi rất am hiểu về linh văn nhỉ. Tiểu Băng Phượng tự hào nói, đó là điều dĩ nhiên. Thánh Huyền Sư có 9 cấp độ, cấp thứ 9 trở lên là Thiên Huyền Sư. Thiên Huyền Sư chỉ có 3 cấp độ. Nhưng một cấp giữa họ là khoảng cách xa vời vợi. Bổn đế mạnh hơn Thiên Huyền Sư và Thần Huyền Sư, ngươi thấy ta tài tình chưa? Hai mắt của Lâm Nhất sáng lên, hắn cười nói, Đồ Thiên Đại Đế quả nhiên lợi hại. Tiểu Băng Phượng trợn mắt nhìn hẳn, lạnh lùng đáp,
ngươi là kẻ xấu, bổn đế đã phát hiện từ lâu, lúc cần ta thì gọi ta là Đồ Thiên Đại Đế, không cần thì gọi ta là Tiểu Băng Phượng. Hừ, ta mà nhỏ chỗ nào, bổn đế không muốn nói chuyện với ngươi. Có sao, Tiểu Băng Phượng tức giận nói, có đấy. Trong lòng bổn đế đã ghi nhớ, lúc trước ở núi Thánh Kiếm, ta nhận ra bức tranh giúp ngươi. Ngươi nói Đồ Thiên Đại Đế thật tài giỏi, sau đó lại gọi ta là Tiểu Băng Phượng, hình như đúng là vậy. Lâm Nhất cười và gãi đầu, cảm thấy hơi xấu hổ. Còn nữa, tên của bổn đế nhất định phải đọc đầy đủ mới có khí thế. Đừng gọi A là Đồ Thiên Đại Đế. Bổn đế là Đồ Thiên Đại Đế Chí Tôn Vô Thượng Phượng Hoàng Thần Tộc Tứ Hải Bát Hoang, Tam Thập Lục Thiên Thất Thập Nhị Sơn. Nét mặt của Tiểu Băng Phượng kiêu ngạo, cao xa khó với, nàng ấy nghiêm úc nói. Lâm Nhất mỉm cười và nói nhẹ nhàng, thật ra lúc nãy người đeo mặt nạ bạc, lướt sóng tới đây đã đẹp lắm rồi. Hừ hừ, Tiểu Băng Phượng nghe vậy, trong lòng đắc chí, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hậm hực, không hề quan tâm. Bây giờ người còn lại bao nhiêu cơ duyên linh văn, Lâm Nhất tò mò hỏi. Tiểu Băng Phượng đỏ bừng mặt, suy nghĩ một lát, xấu hổ duỗi ngón tay út ra, chậc, chỉ còn lại xíu xìu xiu thôi. Vậy cũng giỏi lắm rồi. Lâm Nhất nghĩ ngợi một lúc, nếu là ngón tay út, chắc cũng sẽ có 1/10 thực lực đỉnh phong. Chỉ có chút xíu xiu này thôi. Nói xong, Tiểu Băng Phượng lại cong ngón tay. Lâm Nhất chợt tỏ ra nghi ngờ, thật sự có nhiều đây thôi sao? Nàng ấy xấu hổ đỏ mặt, ngón tay út ngày càng cong hơn, cuối cùng cổ gần như đỏ bừng. Tiểu Băng Phượng dùng ngón cái nhéo đầu ngón trỏ, giọng thỏ thẻ, chỉ còn lại nhiêu đây thôi. Lâm Nhất mở to mắt, đây gần như không còn nữa rồi. Thấy nàng ta đỏ mặt cúi đầu, hắn không khỏi buồn cười và nói, đại đế à, người thật là dễ thương. Hừ, ta mới không dễ thương. Tiểu Băng Phượng bĩu môi, rất không hài lòng nói. Một xíu xiu chắc là đủ dùng rồi. Dù sao nàng ấy cũng có hai đạo thần văn hoàn chỉnh. Một đoạn bảo cốt thuộc về Thương Long Vương. Một thần văn bản mệnh của nàng ấy, ngưng tụ thành một ấn ký màu vàng đỏ ở giữa lông mày. Đi với ta tới ma vực nào, Lâm Nhất nói nhẹ nhàng. Hai mắt của Tiểu Băng Phượng lập tức sáng rỡ, nàng ấy nói, người vẫn đuổi giết Bôn Lôi Ma Kiếm sao? Lâm Nhất cười đáp, làm sao có thể tha không giết hắn ta được chứ? Lão già đó nợ ta hơn 100 giọt chân long thánh dịch, một giọt cũng sẽ đưa cho ta. Huống chỉ, hẳn ta còn là đệ tử của Huyền Thiên Tông. Nói không chừng có bí mật gì đấy. Chúng ta không thể để hắn đi. Lúc nào, nghĩ đến có thể tiến vào ma vực, Tiểu Băng Phượng lập tức háo hức. Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mịt mùng, vầng trăng lưỡi liềm ẩn hiện trong mây, như mỹ nữ làm người ta suy tư, nhưng đến cùng vẫn thiếu nét chút lãng mạn. Một lúc lâu sau, Lâm Nhất nhìn sang nơi khác rồi nhàn nhã nói, đợi đêm trăng tròn. Phải 7 ngày nữa mới đến đêm trăng tròn tiếp theo. Lâm Nhất không vội đi đến Thương Huyền ma vực ngay, trước khi đi ít nhiều cũng phải chuẩn bị một phen. Tối thiểu không được phạm phải sai lầm kiểu để cho người ta từ trong kiếm ý ở tiếng tiêu có cơ hội thương tổn đến mình. Lúc này ngẫm lại, trận chiến vừa rồi thật sự hung hiểm vạn phần. Nếu Bôn Lôi Ma Kiếm mà mạnh hơn tí nữa, nếu một ngón tay đó của mình không thể đánh bị thương hắn ta, thì có khả năng người chết đã là mình rồi. Mặt nạ Ngân Nguyệt có thể cứu hắn một lần, nhưng không thể cứu hắn lần thứ hai liên tiếp. Mà Bôn Lôi Ma Kiếm này lại còn có thân phận đệ tử của Huyền Thiên Tông. E là sẽ có thêm nhiều rủi ro không lường trước được trong ma vực. Lâm Nhất suy tư một lúc, rồi nói cho Tiểu Băng Phượng nghe chỗ sơ hở ở Tử Diên Phi Vũ và Tử Diên Kiếm Quyết, với cả chướng ngại ở lấy tiêu ngự kiếm. Tiểu Băng Phượng cười nói, cái này rất bình thường, năm đó Tử Diên Kiếm Thánh từng tận mắt thấy biển cực hàn và vạn năm băng tuyết trên băng nguyên vô tận, đó là khúc phổ do chính ông sáng tác. Khúc phổ thật sự phù hợp với Tử Diên Kiếm Quyết là Bách Điểu Triều Phượng. Bổn đế đã kể với ngươi từ trước rồi mà, Bách Điểu Triều Phượng. Ánh mắt Lâm Nhất hiện lên vẻ bất đắc dĩ, hắn đã lấy được khúc phổ Bách Điểu Triều Phượng từ tay Tiểu Băng Phượng từ trước rồi. Nhưng vẫn không thể thổi ra ý cảnh chân chính ẩn chứa trong khúc phổ, có một hơi không bắt được. Lâm Nhất nghỉ hoặc, cái này không liên quan đến trình độ âm luật của hắn, mà có khả năng là liên quan đến việc kiếm ý thông thiên của mình đang gặp chướng ngại. Chỉ sau khi thật sự nắm vững kiếm ý tứ phẩm thì mới thổi ra được Bách Điểu Triều Phượng như vừa rồi. Nhưng kiếm ý tứ phẩm, khó như lên trời. Thiên phú kiếm đạo của Lâm Nhất có thể nói là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, nhưng hắn vẫn cảm thấy khó khăn trùng trùng. Trong lúc thoáng qua, hắn ta sờ được một sợi da lông, chỗ mi tâm hay có kiếm ý nóng rực lúc ẩn lúc hiện, nhưng loại cảm ngộ huyền diệu này toàn lóe qua. Giống như cát chảy, nhìn thấy được, thậm chí còn cầm được, nhưng thể nào cũng chảy đi qua kế tay. Có thể dự đoán, kiếm ý của hắn sẽ bị kẹt ở cảnh giới thông thiên trong khoảng thời gian khá dài.
Bây giờ ngươi muốn tăng thực lực đột ngột trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có hai cách. Một là đột phá tu vi lên tinh quân, với nền tảng của ngươi, nếu đột phá lên tinh quân thì chí ít sẽ ở tinh nguyên đỉnh phong. Tiểu Băng Phượng phân tích cho hắn nghe, đến lúc đó, dựa vào Phù Vân Thập Tam Kiếm và Phù Vân Kiếm Quyết, đủ để ngươi ung dung đối phó với cao thủ ở cấp bậc này giống như Bôn Lôi Ma Kiếm. Đây là cách trực tiếp nhất, và cũng sẽ không có bất kỳ độ khó nào. Chỉ cần Lâm Nhất bằng lòng thì bây giờ hắn có thể luyện hóa đan tinh thần trong tay rồi đột phá lên tinh quân luôn. Nhiều nhất là tốn 3 ngày, và sẽ không có nguy hiểm gì. Hiện giờ, kiến thức và nền tảng của hắn đã cực kỳ đáng sợ, dù đột phá lên tinh quân, thì cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Chiến đấu với người ở cảnh giới này sẽ tương đối dễ dàng, tối thiểu là trong Phù Vân Kiếm Tông, sẽ không đệ tử nào có thể là đối thủ của hắn. Mạnh như Diệp Tử Lăng cũng không được, nhưng hắn đã có dự tính riêng rồi. Hắn muốn luyện ra thất hoa tụ đỉnh, đạt đến cực hạn của cảnh giới thiên phách. Bây giờ trong khí hải mới trồng được 6 đóa hoa tinh ma, hắn không thể đột phá lên tinh quân được. Cách thứ hai thì sao? Lâm Nhất bỏ cách một, hắn hỏi tiếp. Tiểu Băng Phương cười nói, cách thứ hai thì không dễ như thế nữa. Lấy tiêu ngự kiếm, chung quy vẫn là ngự kiếm giết địch, nhưng hiện giờ kiếm ngộ của ngươi đang gặp chướng ngại, vậy lấy tiêu ngự kiếm cũng sẽ gặp phải chướng ngại. Vậy nên, Lâm Nhất vừa hỏi ra miệng. Trong mắt lóe ra tia sáng, hẳn đã hiểu ý của đối phương. Tiểu Băng Phượng nói, đạo âm luật cũng là một kiểu của võ đạo, kiếm đạo của ngươi có thể lĩnh ngộ ý chí võ đạo, đương nhiên đạo âm luật cũng có thể nắm giữ ý chí võ đạo. Lâm Nhất hiểu ý nàng ta, kiếm ý gặp phải nút thắt, nếu thời gian dài vẫn không đột phá được. Thì phải đột phá tự âm luật, trong khoảng thời gian ngắn cũng làm cho thực. Lực tinh tiến lên nhiều, âm có 5 thanh, cung, thương, giác, chủy, vũ. Luật có 12 luật, từ thấp đến cao là Hoàng Cung, Đại Lữ, Thái Thốc, Giáp Trung, Cô Tiền, Trọng Lữ, Nhụy Ân, Lâm Trung, Di Tắc, Nam Lữ, Vô Xạ, Ứng Trung. Tiểu Băng Phượng gật gù đắc ý, dù gì nói rồi cười hì hì bảo, hiện giờ ngươi chỉ mới tinh thông ngũ âm, 12 luật ngươi chưa biết gì cả, và lại ngươi cũng không biết, ngũ âm đối ứng ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 12 luật cũng phân âm dương, số lẻ là dương, số chẵn là âm. Mỗi một luật lại có giờ và ngày tháng đối ứng. Đạo âm luật, bao gồm âm dương ngũ hành, nhật nguyệt doanh chắc, thân túc liệt trương, thiên địa biến ảo, thế gian chí lý, đều ở trong đó hết. Đại âm hy thanh, đại đạo vô hình, Lâm Nhất nghe mà trợn mắt há hốc miệng, khiếp sợ vô cùng, tuy hắn hiểu đạo âm luật minh mông khí thế hào hùng, nhưng không ngờ lại hỗn tạp huyền ảo thế. Ta cứ tưởng mình đã được tính là người tinh thông âm luật rồi cơ, không ngờ vẫn chỉ là tục nhân thôi. Mãi một lúc sau, Lâm Nhất mới than nhẹ, Tiểu Băng Phượng cười hì hì nói, tri thức nhiều mà. Và lại ngươi vốn là một tục nhân mà, đạo âm luật khác kiếm đạo, có phân nhã tục. Không đi vào đạo, này, thì đều là tục âm phàm khúc, thổi hay đi chăng nữa cũng chỉ thường thôi. Nhưng nếu có tục vào nhã, thì một khi bước vào đạo này, mở miệng sẽ thành giọng của quý tộc, trên quý tộc là âm của thánh hiền, trên thánh hiền còn có âm của đế vương, trên đế vương thì là âm của thần long. Vương hầu, thánh hiền, đế vương. Thần Long, ánh mắt Lâm Nhất lóe lên, cái này ngang với phẩm cấp của kiếm ý, nhưng có khác biệt rất lớn. Đạo này lúc ẩn lúc hiện, nhập môn cực khó, nhưng một khi đã nắm được, vậy thì sẽ cực kỳ mạnh. Khúc nhạc tấu ra xuất sắc không ai bằng, trổ hết tài năng trong chúng sinh, như vương giả dế đất phong hầu. Đạo âm luật, trong mơ hồ thậm chí còn có chút thoát ly khỏi võ đạo, vừa hòa hợp vừa độc lập, thực sự vô cùng huyền diệu. Trên Thần Long, còn có vô thượng tiên âm trong truyền thuyết. Khuôn mặt non mềm của Tiểu Băng Phượng lộ ra vẻ đắc ý, nàng ta cười nói, cái gọi là thần long, không phải để chỉ mỗi thần long, nó chỉ thập đại chim thần trong thiên địa, bổn đế sinh ra đã có âm của thần long. Bây giờ ngươi đã biết, vì sao tiếng tiêu mà bổn đế tấu ra lại mạnh hơn ngươi rồi chứ? Dù cho hiện giờ thực lực của bổn đế đang bị hao tổn một tí, thì ta cũng mạnh hơn ngươi 18,000 dặm. Chỉ hao tổn một tí thôi sao? Lâm Nhất mỉm cười nói, trước đây... Ngươi chưa kể những chuyện này cho A nghe bao giờ. Tiểu Băng Phượng nghĩ thầm, ai biết thằng nhóc ngươi là một kẻ biến thái, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã lấy tiêu ngự kiếm, tu luyện đến cảnh giới khoa trương như thế. Vì ngươi quá ngốc, cảnh giới chưa tới, bổn đến nói ngươi cũng không hiểu. Tiểu Băng Phượng quẹt miệng, nghĩ một đằng nói một nẻo, sau đó lại mỉm cười nói, ngươi hãy làm tay sai cho bổn đế đi, đi theo bổn đế lăn lộn, bổn đế cũng có thể dạy ngươi. Nàng ta cười hì hì nhìn Lâm Nhất. Chờ đối phương nhờ vào mình, nếu không thì ít nhất cũng phải được khen mấy câu chứ. Lâm Nhất chớp mắt, mỉm cười nói, xem ra ngươi vẫn chưa ăn đủ đau khổ ở chỗ Diệp Tử Lăng nhỉ.
Tiểu Băng Phượng lập tức bớt đi vẻ kiêu ngạo, nàng ta lẩm bẩm, bổn đế dạy ngươi là được chứ gì, nhắc đến nữ ma đầu kia làm gì, hung bỏ Sử ra, có ý gì chứ? Được rồi, Đồ Thiên Đại Đế bắt đầu đi. Lâm Nhất cười nhẹ nói. Tiểu Băng Phượng tức giận trừng mắt nhìn Lâm Nhất, sau đó bắt đầu không tình không nguyện giảng giải, nhưng một khi đã giảng, nàng ta giảng cực kỳ nghiêm túc. Nhất là phân chia năm phẩm cấp của âm, âm vương hầu, âm thánh hiền, âm đại đế, âm thần long. Còn về tiên âm, đó là lời kể trong truyền thuyết, theo Tiểu Băng Phượng giải thích. Thế gian, trừ thiên hương thánh nữ ra, không ai có thể tấu ra tiên âm, một khi thổi ra tiên âm, thì có thể dễ dàng chỉ huy cả thần điểu hoàng tước chân long. Sau đó, nàng ta bắt đầu dạy Lâm Nhất 12 luật, cùng với mối quan hệ giữa âm luật và âm dương ngũ hành, người bình thường khó mà tưởng tượng nổi sự phức tạp trong đó. Lâm Nhất lại lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng còn đặt câu hỏi. Hắn vốn tưởng với tu vi hiện giờ, kiếm đạo đang gặp nút thắt, tạm thời hắn sẽ lấy âm ngự kiếm để vượt qua khoảng thời gian kiếm đạo mắc phải nút thắt này. Đợi đến khi đột phá lên kiếm ý tứ phẩm, thì sẽ không lo nữa. Nhưng không ngờ, đạo âm luật lại thần kỳ như vậy. Sự huyền ảo trong đó không thua kém gì kiếm đạo. Làm hắn phải thay đổi suy nghĩ, có lẽ từ đây có thể suy ra, hắn có thể tạo ra một thần thoại chưa ai làm được ở giới Côn Luân. Đó là, đã nắm vững kiếm ý tứ phẩm trước khi bước vào tỉnh quân. Trong khi Lâm Nhất tu tập đạo âm luật, Bôn Lôi Ma Kiếm cũng đã đặt chân vào rìa của ma vực huyền thương. Hắn ta bị thương rất nặng, gần như là gần chết, chỉ dựa vào một hơi tàn để gắng gượng. Trên đường đi, hắn ta đã dùng rất nhiều thánh dược trị thương mới tạm ngăn được vết thương trở nặng, nhưng một dòng kiếm ý mà Lâm Nhất lưu lại trong người hắn ta kia. Dù hắn ta có cố gắng ra sao, cũng không thể loại bỏ được, đạo ý chí ẩn chứa trong kiếm ý mạnh đến nỗi làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Nó đã vượt xa ý chí võ đạo của hắn ta, kiếm ý đó đã gần đạt đến kiếm ý thông thiên đại viên mãn của kiếm ý tứ phẩm, nó còn quanh quẩn uy của thương long và ẩn chứa sấm sét trong đó. Lại cộng thêm việc trước đó hắn ta còn bị thương bởi uy phong của thánh binh, mắt thấy thương thế nghiêm trọng, ít nhất là trong 2 tháng không thể đánh nhau với người khác. Khốn kiếp, Lãnh Ngạo Nhiên lại thử một lúc nữa, không thể không thừa nhận, hiện giờ hắn ta thật sự không thể dao động được kiếm ý của đối phương. Dù thực lực có khôi phục đến đỉnh phong, thì phải tốn ít nhất là nửa tháng mới có thể loại bỏ kiếm ý của đối phương ra khỏi cơ thể. Đầu là kiếm ý thông thiên, so ra đối phương còn mạnh hơn Diệp Tử Lăng rất nhiều. Nếu kiếm ý của Diệp Tử Lăng là ngọn núi và khe suối nhỏ, vậy thì kiếm ý thông thiên của công tử Táng Hoa chính là con sông lớn mênh mông cuồn cuộn trên địa cầu. Không, phải là biển lớn vô tận mới đúng, hai người chệch lệch quá lớn. Hắn ta trốn trốn nấp nấp 2 ngày ở rìa ma vực, sau đó mới che kín mặt chính thức bước chân vào ma vực Thương Huyền. Mấy năm nay hắn ta tung hoành ở Thương Huyền Phủ, đắc tội không biết bao nhiêu người, nếu mà bị người khác nhận ra thì hậu quả khó mà lường được. Dù hắn ta là tà tu, trừ khi là buộc phải đi, nếu không hắn cũng không muốn bước chân vào ma vực. Trừ một số thế lực lớn đã cắm rễ ở ma vực, những tà tu khác không thể bảo đảm an toàn ở ma vực này. Nơi này chẳng có quy củ gì cả, chuyện như một lời không hợp là đánh nhau luôn đầy nhan nhản. Lúc này, dù đã đến ma vực, thì hắn cũng không an toàn, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Trong 2 ngày qua, hắn tin là tin mình bị công tử Táng Hoa đánh cho bị thương đã truyền khắp ma vực, thậm chí cả Thương Huyền Phủ đều đã biết. Trừ phi là đi làm thân với một số thế lớn ra, nếu không không ai bảo vệ được tính mạng của hắn. Nhưng nếu làm vậy, hắn ta sẽ phải ngoan ngoãn giao ra cây thánh thương đang cầm, đương nhiên là hắn ta không chịu rồi. Ma vực lúc nào cũng bao phủ một tầng u ám, xương xám bay trong không khí, trong màn xương thì tràn ngập sát khí, tà tu ở chỗ này có thể nói là như cá gặp nước. Lãnh Ngạo Nhiên che mặt, trong mắt bắn ra sát ý lạnh lẽo, ánh mắt đó vẫn khá là dọa người. Hắn ta đã có kế hoạch rồi. Nửa canh giờ sau, hắn ta đi tới trước một tòa nhà lớn vàng son lỗng lẫy. Trên mái nhà viết 3 chữ cổ đẫm máu, Thiên Tinh Các, trông vô cùng tà ác, bảng hiệu cổ quái khiến cho cả tòa nhà có vẻ u ám. U ám và rực rỡ đan xen, làm cho Thiên Tinh Các này hình thành nét tương phản quỷ dị. Nửa canh giờ sau, hắn ta đã gặp được các chủ của Thiên Tinh Các, đó là một người đàn ông trung niên mập mạp. Đôi mắt đó lóe lên vẻ khôn khéo, khi nheo mắt thì làm cho người ta không rét mà run. Thiên Tinh Các có người chống lưng cường đại thần bí, được xưng là sao trên trời cũng hái xuống để bán được, đây là một nơi buôn bán. Nhưng trong ma vực này, không ai dám trêu vào. Người đàn ông trung niên mập híp mắt cười hì hì nói, Bôn Lôi Ma Kiếm, ta và ngươi đâu phải lần đầu qua lại đâu, ngươi nghĩ che mặt thì ta không nhận ra ngươi à. Các chủ đúng là có đôi mắt tinh tường, thiên hạ này ai qua mắt được ngài chứ.
chẳng qua ta bị thương nên không tiện lộ mặt trước công chúng thôi. Lãnh Ngạo Nhiên kéo tấm che mặt xuống, rồi bình tĩnh nói. Tên mập trung niên cười rồi nói, bây giờ người muốn giết ngươi nhiều lắm, dù hai chúng ta có giao tình, nhưng Thiên Tinh Các là nơi buôn bán. Không có nghĩa vụ thu lưu ngươi, ta cũng không động vào ngươi, dù gì vẫn còn tí giao tình cũ, ngươi ra khỏi đây là được. Lãnh Ngạo Nhiên chửi thầm một tiếng, hai người họ có cái dám giao tình ấy, tên mập này nổi tiếng là thủ đoạn tàn nhẫn độc ác. Nếu hẳn ta mà ra khỏi cánh cổng này, đảo mắt cái sẽ bị đối phương bán đứt luôn. Ta tới tìm ngươi, để đấu giá một kiện bảo vật, ngươi cho ta ở Thiên Tinh Các 2 tháng. Lãnh Ngạo Nhiên không đợi đối phương mở miệng đã lấy thánh thương màu vàng tên là Vương Câu ra khỏi túi trữ vật. Hai mắt tên mập trung niên sáng lên, cầm lấy luôn, sau đó cứ sờ sờ rồi khen mãi, thì ra tin đồn là thật, ngươi thật sự lấy được một cây thánh binh. Lãnh Ngạo Nhiên thấy tay đối phương cứ sờ tới sờ lui trên cây thánh binh thì chỉ cảm thấy ghê tởm, hắn ta lạnh nhạt nói, thế nào? Tên mập mỉm cười nói, xem ngài nói kìa, hai chúng ta có giao tình gì, mấy năm nay số hàng của ngươi toàn là ta bán cho còn gì. Thế này đi, 3 ngày sau, đúng ngày 15, ta sẽ bán đấu giá cho ngươi. Ngươi lấy bao nhiêu hoa hồng? Lãnh Ngạo Nhiên không quan tâm đến vẻ dối trá của tên mập, hắn ta lạnh nhạt nói. Tên mập cười híp mắt rồi giơ một ngón tay ra. 1 phần, trong mắt Lãnh Ngạo Nhiên lóe lên lửa giận, tên mập này gian xảo thật, bảo. Vật càng quý, tiền hoa hồng thu về sẽ càng nhỏ. Loại đồ hiếm như thánh binh để ra bán đấu giá, chắc chắn sẽ gây xôn xao cả Thương Huyền Phủ, đến lúc đó không biết còn bán ra với cái giá trên trời gì cơ, thế mà hắn ta còn thu 1 phần tiền hoa hồng. Cái ta nói là 1/2, tên mập tươi cười dịu dàng nói, không chịu thì thôi, ngươi đi đi, ta cũng đâu có ngăn ngươi. Dù sao ma vực Thương Huyền đâu chỉ có mỗi Thiên Tinh Các của ta làm buôn bán đâu. Cứt chó, Lãnh Ngạo Nhiên tức hộc máu, hắn ta có thể đi sao? E là vừa ra khỏi cửa đã bị người ta đánh chết rồi. Một lát sau, hắn ta mới nghiến răng nghiến lợi nói, thành giao. Tên mập trung niên thu lại bớt vẻ tươi cười, hắn ta ngẩng đầu lên nhìn một cái rồi cười nói, ngươi là một người thông minh, không thì cũng không sống được lâu vậy. Từ giờ trở đi, mạng của ngươi, Thiên Tỉnh Các bảo vệ. Giọng tên mập ẩn một tia hàn ý, nhưng câu nói đó lại khiến cho người ta không được phép nghi ngờ, và cũng làm Lãnh Ngạo Nhiên thoáng yên tâm hơn. Không ai dám gây sự ở Thiên Tinh Các, những kẻ gây sự đều chết hết rồi. Không có ngoại lệ, cách đêm trăng tròn, còn 1 ngày. Đảo Lưu Quang, trên tảng đá ngầm ngoài biển, Lâm Nhất đã đứng đây thổi Tử Vân Thần Trúc Tiêu suốt 6 ngày nay. Hắn muốn biện ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Hắn muốn tinh thông ngũ thanh là cung, thương, giác, thủy, vũ. Hắn muốn hiểu về âm dương, hoàng cung, đại lữ, 12 luật, lục âm lục dương. Hắn muốn quan sát nhật nguyệt, chiều lên chiều xuống, các loại hình ảnh đối ứng trong sự thay đổi của sắc trời trong mỗi canh giờ. Tu luyện âm vương hầu khó hơn nhiều so với tưởng tượng của Lâm Nhất, không dễ như lấy tiêu ngự kiếm đâu. Nghĩ đến việc sau âm vương hầu còn có âm thánh hiền, âm đại đế, âm thần long, với cả cảnh giới cao nhất là tiên âm trong truyền thuyết kia. Lâm Nhất nghĩ thôi đã cảm thấy mênh mông bát ngát, giống như trước mắt đây là biển rộng mênh mông vô bờ, không nhìn thấy biên giới. May mà Lâm Nhất thiên phú dị bẩm, năng lực trên phương diện âm luật không kém gì kiếm đạo. Lại còn có Tiểu Băng Phượng ở bên cạnh hướng dẫn, tuy cảnh giới nàng ta không đủ, nhưng bẩm sinh đã là âm thần long. Cho dù bây giờ không thể thể hiện ra uy lực của âm thần long, nhưng cảnh giới vẫn còn đấy, chỉ điểm cho Lâm Nhất vẫn dư sức. Trong vòng 6 ngày, phải nói là Lâm Nhất tiến bộ thần tốc, làm cho Tiểu Băng Phượng líu cả lưỡi. Hắn thổi Tử Ngọc Thần Trúc Tiêu, trên mặt biển xung quanh xuất hiện dị tượng. Hắn không thổi bất cứ khúc phổ nào, thậm chí kiếm ý cũng chẳng có, và càng chẳng dùng đến ý cảnh của kiếm pháp. Hắn chỉ dựa vào âm thanh của cây tiêu, dựa vào hiểu biết của mình về âm luật, rồi thổi ra bằng chân nguyên và hồn lực. Trên mặt biển, theo sự lên xuống của tiếng tiêu, dị tượng ra đời, lúc thì ánh trăng xà xuống, lúc thì ánh mặt trời chiếu khắp muôn nơi. Nhật nguyệt luân phiên, âm dương biến ảo, có một thanh trường kiếm bay qua 10 dặm hoa đào. Bay qua hoa đào, trường kiếm phá không mà đi. Dưới tầng mây, có một thác nước đổ xuống như dải ngân hà. Ầm, kiếm quang nổ trên bầu trời, hóa thành hỏa diễm vô biên rơi xuống, hỏa diễm giống như từng khối thiên thạch đang bùng cháy đang rơi xuống địa cầu. Ầm ầm ầm, trong sự run rẩy của mặt đất, từng viên thiên thạch đang bùng cháy hóa thành núi, cánh đồng đột ngột mọc lên từ mặt đất. Nhật nguyệt chia âm dương, kim là kiếm, mộc là đào, thủy là thác nước, hỏa là ngôi sao, thổ là núi. Tiếng tiêu lên xuống trầm bổng, cung, thương, giác, chủy, vũ. Hoàng trung,
Đại lữ 12 luật, âm dương biến ảo liên tục. Âm, đợi đến khi tiếng tiêu từ từ trầm xuống, một cỗ uy áp thuộc về vương hầu trong nhân gian ầm ầm nở rộ từ trên người Lâm Nhất. Phanh, 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 toàn bộ dị tượng lập tức biến mất trong nháy mắt, trên mặt biển dâng lên ột nước lớn, cột nước hùng vĩ, hướng thẳng lên tận trời. Dưới sự trầm bổng của tiếng tiêu, cột nước liên tục dâng cao, trong chớp mắt đã cao đến hàng nghìn trượng. Một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện, theo sự biến ảo trong tiếng tiêu, chẳng mấy chốc những cột nước này đã hóa thành những con rồng nước, lượn quanh Lâm Nhất. Đây chính là âm vương hầu, tuy có thiếu một chút biến ảo, nhưng mới 6 ngày đã nắm được âm vương hầu, thiên phú đáng sợ thật đấy. Tiểu băng phượng nhíu mày lầm bầm, nhưng sau đó nàng ta lại cười lên, suy cho cùng vẫn là bổn đế dạy giỏi. Đúng vậy, tất cả là công lao của bổn đế hết. Rào rào rào, Lâm Nhất buông tiêu xuống, những con rồng nước này lập tức biến thành cơn mưa to rơi đầy trời, mưa tầm tã. Thành công rồi, hai mắt Lâm Nhất khó nén được vẻ vui mừng, nếu tính theo cấp ý chí võ đạo thì ước chừng âm vương hầu ngang với kiếm ý thông thiên. Âm vương hầu phối với kiếm ý thông thiên đỉnh phong đại viên mãn, thì sẽ cho ra uy lực khủng bố cỡ nào cơ chứ, trái tim Lâm Nhất đập bùm 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 không thôi. Đột nhiên Lâm Nhất loạng choạng rồi lảo đảo suýt ngã. Luyện liên tiếp 6 ngày để lĩnh hội âm vương hầu, chung quy là đã tiêu hao quá nhiều tinh thần, cảm giác mệt mỏi ập đến. Lâm Nhất hít thở sâu, ngồi khoanh chân, nhắm mắt lại, ngủ luôn. Hắn ngủ một giấc rất say, tiếng thở cũng trở nên hơi nặng nặng, hắn ngủ đến khi mặt trời xuống núi, rồi lại ngủ đến khi mặt trời nhô lên từ biển. Suốt một ngày một đêm, đợi đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, hai mắt hắn sáng như sao, tinh thần sảng khoái. Năng lượng và tinh thần đều đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Lâm Nhất đứng dậy nhìn về phía mặt trời, sau đó duỗi lưng một cái, rồi ngáp. Thoải mái, hừ hừ, tối qua ngươi ngủ còn ngáy đấy. Tiểu băng phượng ôm Tặc Miêu đi tới, cười mỉm nói. Có hả, Lâm Nhất cười ngại ngùng, hắn nhìn về phía mặt trời, rồi híp mắt nói, ánh trăng đêm nay hẳn là rất đẹp. Trời còn chưa tối đâu, Tiểu băng phượng bĩu môi nói. Lâm Nhất không nhìn bên đó nữa. Hẳn nhìn Tiểu băng phượng rồi nói, Đồ Thiên Đại Đế, tối nay có rời khỏi ma vực Thương Huyền được hay không, dựa hết vào ngươi đó. Yên tâm, cho dù thần vân của bổn đế chỉ có một xíu, thì cũng không phải thứ mà người phàm có thể ngăn được. Tiểu băng phượng phí khách nói, giết bôn lôi ma kiếm thì đơn giản, có ra khỏi ma vực được hay không mới là điều quan trọng. Chỉ riêng mặt nạ trăng bạc là không đủ, mặc dù con bài đại đế này không đáng tin cậy lắm, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Đi nào. Lâm Nhất hít một hơi thật sâu và nhìn về hướng ma vực. Hai người một mèo đạp lên sóng biển, nghênh đón mặt trời mọc, tiến về phía Thương Huyền ma vực, nơi khiến các đệ tử tông môn khiếp sợ. Ma vực quanh năm bị bao phủ bởi một lớp sương mù màu xám nhạt, ban ngày không có ánh mặt trời và luôn tối tăm. Ngược lại vào ban đêm, ánh trăng chiếu rọi qua tia sáng mờ ảo qua màn sương mù xám xịt chứa đựng sát khí. Đêm là lúc ma vực thực sự trở nên náo nhiệt, đêm nay trăng tròn sáng rực. Toàn bộ Thương Huyền ma vực được ánh trăng tinh khiết bao trùm, trong không khí tràn ngập sương mù mờ ảo và quỷ dị. Khi ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy vầng trăng sáng vô cùng lớn, nhìn gần hơn rất nhiều so với bên ngoài ma vực. Mặt trời không chiếu vào nhưng ánh trăng lại rực rỡ như vậy, xuyên qua màn sương đẹp đến khó tin. Lâm Nhất đang đi một mình, Tiểu Tặc Miêu và Đồ Thiên Đại Đế không ở bên cạnh hắn. Thỉnh thoảng có ánh mắt quét qua hắn, tuy nhiên không có biểu hiện vẻ lạ thường nào. Tà tu ở đây dường như cũng không ngạc nhiên lắm khi thấy đệ tử tông môn xuất hiện ở ma vực. Ma vực giống như một thành phố không có biên giới, ngoại trừ sát khí lan tràn trong không khí và hoàn cảnh kỳ quái ra. Nó không khác nhiều so với những nơi khác, chủ yếu khác biệt về con người. Những người tụ tập ở đây phần lớn đều là tà tu và đệ tử của các tông môn ma đạo. Thỉnh thoảng cũng có đệ tử tông phái đi lại trong đó, nhưng rất cẩn thận và không ở quá lâu, nó hơi khác so với những gì mình nghĩ. Lâm Nhất tự lẩm bẩm rồi bước vào một tửu lầu. Trong tửu lầu, âm thanh ồn ào hỗn loạn, nhiều tà tu đang uống rượu và lớn tiếng nói chuyện. Thậm chí họ nói mãi rồi có người bắt đầu đánh nhau, chủ quán cũng thấy nhiều thành quen. Dưới chân Lâm Nhất có một người chết, tiểu nhị lập tức tới dọn dẹp. Tiểu ca, nhấc chân lên một chút, tiểu nhị của quán mỉm cười với Lâm Nhất rồi chuyển thi thể đi. Vết máu trên mặt đất nhanh chóng được dọn sạch, những vị khách ở bàn khác không hề ngạc nhiên. Lại uống rượu và trò chuyện tiếp. Hầu hết bọn họ đều đang nói về cùng một chuyện. Đêm nay Thiên Tinh Các sẽ bán đấu giá một thánh khí, điều này đã gây ra một trận xung đột lớn khắp Thương Huyền ma vực. Ha ha, bôn lôi ma kiếm này tài giỏi ghê, thậm chí còn cướp được thánh binh. Tên này lần nào ra tay cũng rất cao ngạo,
thế mà lại câu được một con cá lớn, ngưỡng mộ ghê. Gì mà phải ngưỡng mộ, bôn lôi ma kiếm này suýt chút nữa đã mất mạng trong tay công tử Táng Hoa, chỉ còn một hơi tàn chạy trốn đến ma vực nên mới nhặt về một mạng. Hắn trốn ở Thiên Tinh Các, hoàn toàn không dám ra. Nhắc đến công tử Táng Hoa, bầu không khí trong tửu lầu trở nên sôi nổi hơn hẳn, một nhóm tà tu bắt đầu chửi bới. Không biết tên khốn đó từ đâu chui ra, giống như một con chó điên vậy. Trong vòng một tháng, đã có mấy chục người chết dưới tay hắn, lần này bôn lôi ma kiếm suýt chút nữa đã toi đời. Hắn cũng chỉ có chút bản lĩnh đó thôi, thật sự tài giỏi thì phải đến Thiên Tinh Các giết người. Lâm Nhất im lặng, cầm ly rượu, không ngờ lại tìm ra tung tích của bôn lôi ma kiếm dễ dàng như vậy, nhưng có vẻ Thiên Tinh Các không dễ chọc. Nghe nói, đệ tử thân truyền của bốn tông môn thuộc Thương Huyền Phủ đều đã đến đây. Thanh Ngân Thương sắp được bán đấu giá chính là thánh khí vương câu của Sở Thiên Hạo Huyền Vương Điện. Bôn lôi ma kiếm hiếm khi bị thương nặng như vậy, gần như bốn tông môn đều có thủ với hắn ta, sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này đâu. Ha ha, nhưng đám người này chắc phải thất vọng. Ở Thương Huyền ma vực không ai dám ra tay ở Thiên Tinh Các, Sở Thiên Hạo không dám, Diệp Tân Lăng cũng không dám. Không ai có thể giết được người mà Thiên Tinh Các muốn bảo vệ. Tiếng ồn ào xung quanh vẫn không ngớt, họ rất háo hức với cuộc đấu giá được tổ chức tối nay. Thánh khí vốn đã hiếm, việc bán đấu giá thánh khí lại càng hiếm hơn, chưa kể đây là thánh khí của Sở Thiên Hạo, đệ tử thân truyền đứng đầu Huyền Vương Điện. Nếu liên quan đến công tử Táng Hoa, thì cuộc đấu giá này chắc chắn sẽ càng thú vị hơn. Lâm Nhất uống rượu trong ly rồi đặt ly xuống, chậm rãi rời đi. Không mất bao sức lực mà có được tin tức, chuyện cũng lớn hơn nhiều so với dự đoán. Thảo nào tà tu ma vực không thấy lạ khi gặp hắn. Hôm nay có rất nhiều đệ tử của bốn tông môn tới. Nửa canh giờ sau, Lâm Nhất và Tiểu Băng Phượng gặp nhau và kể lại những tin tức họ tìm hiểu được cho đối phương. Thiên Tinh Các lại đáng sợ như vậy. Tiểu Băng Phượng nghiêm mặt nói, đúng vậy, hắn bị thương nặng như vậy, nhất định phải tìm một nơi tuyệt đối an toàn để trốn. Bổn đế khuyên ngươi nên từ bỏ thôi. Sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Lão già Phù Vân kiếm phái kia sẽ không nể tình ta, ta nhất định phải lấy được hơn 100 giọt chân long thánh dịch. Nét mặt Lâm Nhất bình tĩnh và giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ. Hắn sẽ không từ bỏ chuyện có liên quan đến bảy đóa hoa tụ đỉnh. Đêm nay, bôn lôi ma kiếm phải chết. Chỉ có hắn mới biết rốt cuộc bề ngoài có bình yên như vậy không. Trăng đêm nay tròn quát. Hiện tại linh trận đã bố trí xong, đại đế. Ngươi cứ chờ ở đây đi. Lâm Nhất đeo mặt nạ trăng bạc lên mặt, đầu tóc xanh mướt bỗng chốc biến thành thác nước bạc, những sợi tóc tung bay trong gió, nở ra ánh sáng lung linh. Vút, Lâm Nhất bay lên trời, chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Tiểu Băng Phượng vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía xa. Dưới ánh trăng tròn sáng ngời, rực rỡ trong màn đêm bao la, nàng ấy nhìn thấy một bóng người ngày càng nhỏ dần, bay tới mặt trăng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 151.